Một cuộc phù gian có mấy cầu xin ba tánh nhầm đôi lời cho em dài mắt mỏi từ nay bớt có hỏi nơi tai để giúp đời nạn khổ đau đau điều tung rối tai ương chốn chốn khắp cùng nơi tiền mai dạo quỷ không lên chữ chúng tôi trân trọng chân thành kính mời giáo lý viên Nguyễn Thế Cường đến diễn đàn để trình bày đề tài tìm hiểu ý nghĩa bốn câu trong bài Rước Cái Ngu Đần của Đức Quỳnh Giáo Chủ viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ năm 1942. Xin kính mời giáo lý viên. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa giáo lý viên Bùi Thanh Sang, giáo lý viên của Ban Cổ truyền Giáo lý, Ban Trị sự Trung ương, cũng là phụ trách chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính thưa ông Hồ Thanh Cầu, Phó trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Tịnh Biên, cũng là ban tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Kính thưa quý vị là trưởng phó trị sự viên đại diện cho các ban trị sự cơ sở trong và ngoài huyện đến tham dự. Kính thưa quý vị đồng đạo kính mến, như chúng ta đã biết, hôm nay nhằm ngày 16 tháng 10 năm Giáp Thìn, tại ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Mặc dù được biết, chúng ta cũng có hiểu qua trong cái ngày hôm nay, đó là cái ngày mà thuyết giảng trùng 3 điểm. Tuy nhiên, trên tinh thần nhu cầu tìm hiểu, giao lưu và ủng hộ Phật Pháp nhằm mục đích đền ơn tâm bảo, thế nên tất cả quý vị hiện diện nơi đây không những tạm gác mọi công việc sinh hoạt gia đình cũng như đạo sự địa phương và cũng như đi tham dự nơi khác, mà quý vị được trở về đây kể ra trong một cái diễn đàn này, tuy nó không nhiều như ở nơi khác nhưng đã nói lên sự ấm áp, tình thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, và cũng thể hiện trên cái tinh thần đoàn kết ưu sư gái đạo để đem đạo lành ban rải nơi nơi mãn trời trong bá tánh thành thơi khắp biến biển biên giới Hòa Hảo. Trên tinh thần đó, lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào mừng thân kính và lời chúc phúc an lành nhất. Kính thưa tất cả chú vị đồng đạo kính mến, như chúng ta đã hiểu, lúc Đức Thầy bị người Pháp an trí tại Bạc Liêu, tức là nhà của ông Chí Giỏi, ở đây tổng cộng là 15 tháng lẻ 10 ngày. Đức Thầy chúng ta, Ngài đã sáng tác tổng cộng là 40 bài. Thưa quý vị, mặc dù người Pháp họ đưa ra một cái điều kiện rất khó khăn, nghiêm ngặt đối với Đức Thầy, cũng như họ không cho Đức Thầy được tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài, giống như ở nhà thương chợ quán trong giai đoạn đầu, và cũng không cho trị bệnh và thuyết pháp, mà có một điều nữa là họ
buộc Đức Thầy phải đi trình diện ở tại Bó Cò Bạc Liêu vào thứ hai đầu tuần. Tuy nhiên vì vấn đề sáng tác sấm thi thì họ cho phép Đức Thầy được tự quyền sấm tác theo khuôn khổ của một vị giáo chủ một tôn giáo để truyền đạo. Cho nên vì vậy trên tinh thần tự do đó mà Đức Thầy chúng ta đã sáng tác tổng cộng là 40 bài thi văn, trong đó là có 7 bài pháp luận theo thể văn tản, còn lại là những cái phần văn dần ngắn và dài. Trong cái phần văn dần thì Đức Thầy có sáng tác 12 câu, tức là 3 khổ câu theo cái thể văn Thất Ngôn Tứ Trú. Như vậy trong 3 cái thể thơ này đó, khổ câu này đó, là tổng cộng như ta biết là 12 câu. Vậy thì ở đây ngày vừa qua chúng ta đã nghe đọc giảng viên đã thành kính diễn ngâm qua 12 câu trên. Thưa tất cả quý vị, vậy thì thay vì mở đầu dẫn nhập cho cái đề tài, chúng tôi xin lướt qua qua 3 cái khổ thơ này. Trong này Đức Thầy muốn nói gì cũng do có đồng đạo chúng ta cũng đề nghị để chúng tôi lướt qua như thế này. Kính thưa quý vị, đầu tiên là dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhanh, gây ra kiếp số chịu không trần. Nay nhờ đức huệ soi đường tối, đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Nội dung trong cái đề này cũng là cái đề tài để chia sẻ quý vị hôm nay, tức là Đức Thầy muốn ám chỉ cho cái nhân quả một con người chúng ta đã gieo tạo, đó là cái nhân quả. Và chúng ta phải có cách tu tập để thấu triệt được cái luật nhân quả này, để chúng ta tránh khỏi bị cái quả báo về sau và rứt đi được cái ngu đần của mình, để chúng ta không tạo ác nghiệp nữa. Đó là về con người chúng ta, về bản thân chúng ta. Qua cái bài thứ hai, cái khổ câu thứ hai là 4 câu nữa, và nói cho đủ là trong 8 câu đó đó, Thầy cho biết là muốn bán cái ngu lẫn cái đần, ngu đần cả nước lẫn cùng dân, sớm lo lòn cuối chiều ăn nụ, nào biết liệu toan gỡ nợ nần. Vậy thì thưa quý vị, Đức Thầy nói là muốn bán cái ngu lẫn cái đần. Bây giờ có ai đứng ra mà mua cái ngu đó không? Mua cái đần độn đó không? Chắc không có rồi. Nhưng mà ở đây Hiếu nói rằng là muốn bán cái ngu lẫn cái đần, ngu đần cả nước lẫn cùng dân. Rồi sớm lo lòn cuối chiều ăn ngủ, nào biết liệu toan gỡ nợ nần. Muốn ám chỉ cho dân tộc Việt Nam chúng ta, hồi nãy là riêng cá nhân, cái nghiệp quả là riêng cá nhân chúng ta tạo. Nhưng mà ở đây là muốn ám chỉ cho cả dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta. Lúc bây giờ bị người Pháp đã cai trị, đã bị cai trị. Cho nên vì vậy đó mà người dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có một số người nha, cũng có số người trên tinh thần yêu nước, tìm đường cứu nước, hoặc đã gia nhập với nhiều đảng phái để chống lại giặc ngoại xâm. Tuy nhiên ở đây Đức Thầy muốn ám chỉ cái số người nhu nhược, đê hèn, lòn cuối, liếm cái gót dài của người Pháp, theo tân bốc bợ đỡ người Pháp. Cho nên vì vậy đó mà sớm lo lòn cuối rồi chiều ăn ngủ. Lại có những người nghĩa là chỉ biết ăn với ngủ, còn đất nước thì nghĩa là suy vong suy thạnh, suy vong nó hưng thạnh như thế nào thì nghĩa là họ không có quan tâm. Cho nên muốn ám chỉ cho số người không có tinh thần yêu nước đó, thành ra vì vậy mà bị lòn cuối, nhu nhược, không tương cường đứng lên để chống lại cái giặc ngoại xâm. Đó là cái Thầy ám chỉ cho số người chỉ biết lòn cuối, chiều ăn ngủ, nào biết liệu toan gỡ nợ nần. Bây giờ qua cái thứ ba nữa rồi, nợ nần tiên tổ tạo gây nên, con cháu ngày nay phải báo đền. Đành thế nhưng vừa lời với vốn, lẽ nào chịu dạy trả nông ngân. Vậy thì cái nợ nần này là do tiên tổ chúng ta đã tạo. Mà tiên tổ đây ta hiểu nó có hai ý. Một là người đầu tiên khai sinh ra dòng họ của mình. Thứ hai nữa là tiên tổ là chỉ cho người có công dựng nước và giữ nước. Nhưng mà theo cái câu này đó là chỉ cho những người có công dựng nước và giữ nước, tức là tiền nhân của ta từ xưa đến nay. Cho nên nghĩa là tiên tổ tạo gây nên, con cháu ngày nay phải báo đền. Đành thế nhưng vừa lời dễ vốn, lẽ nào chịu dạy trả ngông nên. Thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì tiên tổ đó là ám chỉ cho ai? Đọc lại cái đoạn giảng Đức Thầy chúng ta đã thấy, tới Nguyễn chào xa tay một lúc, lũ Tây Di bòn rút mấy mươi năm. Đó là chỉ ngay cho thời nhà Nguyễn. Mà thời nhà Nguyễn đó là ai? Tức là chúa Nguyễn Phúc Tấn, là vị chúa thứ 9
cuối cùng mà ông có cái mất đó là đặc biệt, là vị vua đầu tiên thời nhà Nguyễn. Đó, bây giờ nhà Nguyễn là có 9 đời chúa và 13 đời vua, mà ông Nguyễn Phúc Ánh hay còn gọi là Nguyễn Dương thì ông là cái vị chúa sau cùng mà cũng là vị vua đầu tiên của thời nhà Nguyễn. Vậy thì tại sao mà sai tay một khúc? Thưa quý vị, đọc lại Việt Nam Sử Lược do Trần Trọng Kim, ông có viết một đoạn như thế này. Thưa quý vị, khi mà chúa Nguyễn bị Tây Sơn Nguyễn Huệ rượt tìm bắt các nơi, nói chung là các tỉnh ở miền Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, hầu như là tỉnh nào cũng có dấu chân của nghĩa là chúa Nguyễn Phúc Ánh, nghĩa là chạy giặc Tây Sơn Nguyễn Huệ, bởi vì đất nước là không thể hai vua. Cho nên vì vậy thấy ông đã bị thua mà tức là Nguyễn Huệ là binh hùng tướng mạnh, còn nghĩa là bên Nguyễn Ánh thì coi như là binh yếu mà tướng cũng yếu, cho nên sợ nghĩa là thua trận đi. Lúc bây giờ ông mới nhờ sứ giả qua ở bên bên Pháp để cầu viện binh. Thì thưa quý vị, cuối cùng khi mà cầu viện binh rồi đó thì đồng ý, đó là khi bàn bạc qua lại đồng ý, thì đến cái ngày mùng 1 tháng 12 năm 778 thì là giữa chúa Nguyễn Phúc Ánh và Pháp Hoàng đã ký cái hiệp ước để ký hiệp ước vào cái ngày tháng và năm đó. Vì vậy ký hiệp ước đó là nó có 5 cái điều mà người Pháp đặt điều kiện cho chúa Nguyễn Ánh. Quý vị nghe cái 5 cái điều này nè. Cái điều thứ nhất là Pháp Hoàng chấp nhận giúp cho Nguyễn Dương tức là chúa Nguyễn Ánh đó, giúp cho Nguyễn Dương một là 4 chiếc tàu chiến, hai là 1.200 thủy quân lục chiến, thứ ba là 200 pháo binh, thứ tư là 250 hắc binh. Hắc binh tức là binh lính ở châu Phi á, dân da đen đó, gọi là hắc binh. Và thứ năm nữa là nhiều súng đạn dược khác. Đó, đó là cái phần của người Pháp giúp cho chúa Nguyễn. Tuy nhiên, cái điều kiện thứ hai Pháp Hoàng đặt ra là chúa Nguyễn phải giao hết cái cửa Hội An, và cửa An hiện nay đó là thuộc về tỉnh Quảng Nam đó, gì giao hết cái cửa Hội An để cho người Pháp được quyền tự do ra vào mua bán. Và cái thứ ba là chúa Nguyễn không cho bất cứ một người Tây Âu nào hết, tức là một người Tây, một người Âu Châu nào để vô ra buôn bán ở tại nước Nam. Và thứ tư là khi nào mà Pháp Hoàng cần đến binh lính của Việt Nam và những chiếc tàu chiến ở châu Á thì nghĩa là chúa Nguyễn phải sẵn sàng giúp đỡ cho người Pháp. Và cái sau cùng là điều thứ năm, khi nào chúa Nguyễn đã lên ngôi thống nhất và thống nhất đất nước thì lúc bây giờ là hàng năm là chúa Nguyễn phải trả đóng lại một chiếc tàu y như là 4 tàu chiến của người Pháp đã giúp cho chúa Nguyễn. Mỗi một năm là phải trả một chiếc, là 4 năm như vậy phải cho nó xong. Khi mà đưa cái hiệp ước này đó là Nguyễn Dương lúc bây giờ chần chừ quý vị, thấy ra điều kiện rất là khó, nhưng suy nghĩ thà là bây giờ để cho người Pháp giúp mình rồi nghĩa là sẵn sàng giúp lợi, còn hơn nếu mà Tây Sơn Nguyễn Huệ bắt được thì sao, nếu không hay vua thì thế nào, nghĩa là ông phải tù tội hoặc giả là tử hình. Cho nên thì vậy đó mà ông phải đồng ý theo cái yêu cầu của người Pháp. Cho nên vì vậy đó thì người Pháp họ sẵn sàng đem binh và đem tàu chiến ra như nãy giờ đã bàn. Thì cuối cùng nghĩa là ông đã thắng trận, nhưng mà trước đó là Nguyễn Huệ đã quy tiền, tức là Nguyễn Huệ đã băng hà. Thì vào năm 1802 thì vua Gia Long Nguyễn Ánh đã thống nhất lên ngôi, đó năm 1802. Thưa với tất cả quý vị đồng đạo kinh minh, như vậy thì rõ ràng là tới Nguyễn Chào sa tay một lúc lũ Tây Di bòn lúc mấy mươi năm, bắt đầu kể từ khi đó người Pháp ra vào tự do ở cửa Hội An và các nơi. Nhưng mà trải qua đến thời kỳ của vua Tự Đức, nghĩa là Minh Mạng đã qua rồi tới Thiệu Trị đã qua, thì tới vua Tự Đức lúc bây giờ có một số việc do người Pháp họ lấn lướt người Việt Nam chúng ta, họ không làm đúng theo cái hiệp định theo cái ký kết, cho nên vì vậy mà có cái sự tranh cãi và quan điểm bất đồng. Vì vậy đó mà vào năm 1858 nghĩa là họ đặt cái đại bác bắn vào thành Đà Nẵng, bắn vào thành Đà Nẵng đó, thì từ đó bắt đầu nghĩa là xung đột giữa hai bên xảy ra. Cho nên vậy đến năm 1861 thì nghĩa là tiếng kêu gọi của vua Tự Đức là tất cả nhân dân đứng lên để chống giặc
Thì lúc đó là ở miền Tây ta biết là Nguyễn Trung Trực này kia nọ đó, thì đứng lên. Như vậy nhưng cuối cùng rồi thì nghĩa là họ là binh hùng tướng mạnh và vũ khí của họ tối tân, mà trong khi đó chúng ta là chỉ gươm giáo này kia nọ thì không thể nào mà đánh lại. Cho nên cuối cùng rồi là họ lấy luôn ba tỉnh miền miền Nam, Biên Hòa, Gia Định, Định Trần, rồi nghĩa là tiếp tục là ba tỉnh ở miền Tây, thấy không? Ba tỉnh miền Đông và ba tỉnh miền Tây đó. Rồi thưa quý vị, là sau đó lấy luôn ngoài miền Trung và miền Bắc, họ thống nhất ba miền Nam Trung Bắc và họ phân ra để dễ bề cai trị, đó là miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Như vậy thì rõ ràng là đến khi Đức Thầy chúng ta đã ra đời thì người Pháp đã cai trị Việt Nam chúng ta là 70 năm rồi. Cho nên Ngài mới nói là nhớ lại 70 năm trải ngược, sai mì lắm kẻ bán ngôi sông. Đó. Như vậy thì vừa qua chúng ta đã tìm hiểu là lý do nào mà người Pháp đã cai trị Việt Nam chúng ta. Đó có phải là lý do mà khi mà tới Nguyễn Chào mà xa tay một lúc, lũ Tây Di bòn lúc mấy mươi năm, chỉ nghĩa là sơ cơ một chút xíu thôi, thì lúc đó là cái cơ hội họ tới lui với người Việt Nam chúng ta, cuối cùng họ thôn tính, họ cai trị Việt Nam chúng ta luôn. Đó. Có chỗ thì lại là nói là do gì trong cái thời đại mà lúc mà nhà Nguyễn mà mở đất đó, gọi là trong thời kỳ Nam Tiến đó, thì lấn đất mà giành dân, thì đó là chúng ta đã dài các dân tộc khác, giờ đây bị người Pháp cai trị lại, đó là ta trả. Đó. Nhưng mà thầy cho biết đó là nợ nần tiên tổ tạo gây nên thì con cháu ngày nay phải báo đền. Nhưng mà thầy cho biết là đành thế nhưng vừa lời dễ vốn, lẽ nào chịu dạy trả ngon ngân. Bây giờ mình trả vậy là đủ rồi, mấy mươi năm nay là đủ rồi, 70-80 năm là đủ rồi, thì giờ lẽ nào chịu giải trả không nên. Thì giờ nếu không chịu giải, không trả không nên nữa, thì giờ tất cả dân tộc Việt Nam chúng ta đứng lên tham gia phong trào để đấu tranh giành quyền độc lập cho dân tộc. Thấy không? Thấy dân thấy nước nghĩ mà đau, quyết đứt cà sa phát chiến bào, đuổi bọn xâm lăng giành đất nước, ngọn cờ độc lập phất phới cao. Đó là lời kêu gọi của thầy chúng ta. Thôi bây giờ chúng ta trở lại bàn về cái đề tài đó, bàn về cái đề tài đó là nói về cái nhân quả mà con người chúng ta đã tạo gây nên. Bây giờ dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, gây ra kiếp số chịu không trần, nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Vậy thì bốn câu giảng này làm một cái đề tài để chúng tôi cùng quý vị tìm hiểu trong cái giờ cuối của buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị đồng đạo kính mến, có một điều quý vị cũng lưu ý, như chúng ta đã biết, đề tài chúng tôi trình bày xong thì chúng tôi sẽ có 5 cái câu hỏi được đặt lại ha, để cho quý vị trả lời. 5 câu hỏi đặt lại. Quý vị cũng cần phải lưu ý, hay cái nào không nhớ có khi chúng ta cần phải ghi chép để ta nhớ. Cho nên thưa quý vị, bây giờ đề tài này đó thì cũng có thiết, nhưng mà cũng ít có người thiết. Nhiều khi quý vị chưa nghe thì chúng ta cũng khó nắm, mà quý vị nào có nghe thường hoài thì chúng ta dễ nắm rồi. Những cái đề tài chúng ta thường nghe ta dễ nắm, mà ở này là ít có người thiết, cũng có nói không, nhưng mà ít có nghe, cho nên vì vậy mà chúng ta khó nắm. Mong rằng quý vị chúng ta cũng lưu ý để chúng ta trả lời đúng. Có một điều chúng tôi gợi ý quý vị, cái câu sau cùng là câu thứ 5 đó, để trách nhiệm về cái quá trình mà tiếp thu cái bài giảng, tôi sẽ đặt ra câu hỏi đó là qua bài giảng chúng tôi, tức là đề tài 4 câu, quý đồng đạo có suy nghĩ gì và nhận xét ra sao, và để áp dụng tu tập cho bản thân của mình. Và cái suy nghĩ của quý vị đó, tôi gợi ý là cái suy nghĩ đó là qua cái nội dung đề tài đó, quý vị có suy nghĩ rồi chúng ta nhận xét về cái nội dung cái chủ đề đó, rồi nhận xét luôn cả giáo lý viên đang thuyết cái đề tài đó, rồi nhận xét, rồi nghĩa là qua đó chúng ta rút kinh nghiệm trong cái đề tài này áp dụng cho tu tập bản thân chúng ta. Và quý vị lưu ý là câu hỏi đó là chắc chắn là phải có. Bây giờ xin trở lại dưới nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Thưa quý vị đồng đạo kinh mến, dướng là gì? Chữ dướng là mắc, là dính, là kẹt vào đó, cho nên gọi là dướng. Thí dụ như con cá mà nó dướng vào lưới, chúng ta thấy sao? Nước trong, hồi xưa tôi hay giăng lưới tôi biết đó, nước trong mà khi mà giăng lưới đó thì thấy con cá mà cá rô hay cá sặc vậy ha, nó lội tới nó đụng lưới rồi, lẽ ra nó lui ra nó đi tìm khác, không có đâu. Nó lùi ra, bắt đầu nó nhắm mạnh nha, nó nhắm cái đầu nó dướng mạnh vô, tưởng đâu thủng lưới đừng nó lội qua, ai vào dướng vô cái đầu nó dính lưới, rồi dính lưới nó quấn, cuối cùng là nó bị bắt. Thành ra chữ dướng là dính, là kẹt vào đó, hoặc giả là chim trên trời bay tự tại trời không rồi, nhưng mà khi bê màu gì đó cho nên bị cái bẫy lưới của những người thợ săn người ta săn bắt, cho nên đó là gọi là dướng, là dính, là mắc kẹt vào đó. Còn chữ nghiệp là gì quý vị?
Chữ nghiệp mà giải theo cái nghĩa mà thông thường ta hiểu đó, chữ nghiệp là sự tạo tác ha. Sự tạo tác tức là việc làm gây tạo chúng ta bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Thân thì dướng vô ba cái điều ác, sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Miệng thì dướng vô bốn điều ác, lưỡng thiệt, kỹ ngôn, mắt khẩu, dòng ngữ. Ý thì dướng vô ba điều ác là tham, lam, sân, nộ, mê si. Cho nên cái này ba nghiệp nó sanh ra 10 điều ác. Nhưng mà đó là nói cái nghiệp nhân, cái nghiệp mà chúng ta tạo tác. Nhưng mà ở đây là đã nói dướng nghiệp thì không có nói là cái tạo tác, mà dướng nghiệp ở đây là cái nghiệp này, tức là nhân quả nghiệp báo, nghĩa là cái sự báo ứng lại do cái quá trình mà chúng ta đã tạo những cái nhân gì đó, cho nên vì vậy mà nó sẽ báo ứng lại, cho nên thành gọi là thành nghiệp, hay là báo ứng gọi là thành cái nghiệp. À, bởi vì cái câu này nó có chỗ rồi, bởi quả nhân nè, cho nên cái nhân mà chúng ta gây ra thì cái quả mà cái kết quả của nó là nó sẽ báo ứng lại, nó thành cái nghiệp. À, cho nên cái này là ý nói rằng cái bản thân này chúng ta phải trả nghiệp. À, còn cái tạo nghiệp là do cái chỗ cái nhân chúng nữa ta bằng. Cái thân này là thân ta trả nghiệp, tức là cái nghiệp nó báo ứng lên chúng ta. Vì vậy mà Đức Thầy đã dạy chúng ta biết là nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân. Rõ ràng không? À, nghiệp chướng lăn lòn hại sát thân, chuông lành buông tiếng vọng bằng ngân. Như vậy thì do nghĩa là cái nhân quả báo ứng, cái nghiệp báo nó đến ta, cho nên vì vậy mà ở đây nó gọi là nghiệp, nghiệp chướng hay là nghiệp báo. Vậy chỗ này ta hiểu nó là nếu đọc cho đủ là nghiệp báo, không thôi là cái nghiệp chướng. À, chướng là nó ngăn ngại, nó ngăn bích, nó làm trở ngại xúc tiến trong cái sự sống chúng ta hoặc giả trên bước đường tu tập của mình, cho nên gọi là nó là nghiệp chướng hay là cái nghiệp báo gì, tức là báo ứng lại đang chúng ta đang chịu cái quả khổ này, đang chịu nghĩa là cái nghiệp báo này. Thí dụ như giờ thường thường mình thấy cái người nào đó họ bị khổ vì cái gì đó, thí dụ nghĩa là họ bị khổ vì cái đó thì người ta nói nghĩa là chị đã bị cái nghiệp báo rồi đó. Ha, thì cái này là báo, là nó báo ứng lại, chị đã bị nghiệp báo rồi. À, anh đã gặp cái nghiệp chướng rồi. Ví dụ như trong gia đình vợ chồng con cái mà khảo với nhau, hoặc giả là vợ chồng đang tu đó mà giờ con mình nó làm lâm cái nợ, cờ bạc lâm cái nợ đó, thì người ta nói rồi anh với chị là bị cái nghiệp báo, nghiệp chướng của con anh. À, cho nên nó dằn vặt mình, cho nên lăn lòn hại sát thân nữa. Thành ra thưa quý vị, như vậy thì đây là cái chỗ này nhân quả nghiệp báo, tức là báo ứng như chúng ta, chứ không phải là nói cái tạo tác nữa. Rồi bây giờ lăn lòn chứ lỗi là dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Bây giờ chữ trần hoàng là gì? Chữ trần hoàng đó, trần là bụi, mà chữ hoàng đó là chỉ chung cho hoàn cầu trái đất, hoàn cầu trái đất chuyển xây đó, tức là chỉ cho cái trái đất chúng ta, chứ không nói là cái vũ trụ nha, vũ trụ nó còn khác nữa, là chỉ cho trái đất chúng ta. Như vậy thì giờ trần hoàng ha, là giờ nghĩa là ta hiểu theo cái nghĩa đen của nó là hoàng là cái trái đất, ha, hoàn cầu, rồi nghĩa là trần là bụi. Vậy thì ta hiểu đây đó là trần hoàng cũng còn đồng với nghĩa là trần gian hay là trần thế, là chỉ cho cái cõi thế gian mà con người chúng ta đang sống đây. À, đó là trần hoàng. Dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Bởi là cũng tại vì, thấy không? Chứ bởi là tại vì. À, tại vì vậy đó, à, bởi vậy đó. Rồi bây giờ quả nhân là gì thưa quý vị? Chữ quả nhân, quả nhân mà ta đọc ngược lại đó là nhân quả. Bởi vì tùy theo câu văn, đúng ra nó là nhân quả. Nhưng mà không lẽ là bởi nhân quả thì nữa là câu văn đó nó không có đậu dặn, không có chắc bình. Cho nên vì vậy mà thầy nói là bởi quả nhân, tức là bởi vì nhân quả. Nhân là gì mà quả là sao? Thưa quý vị đồng đạo kính mến, ta thường nghe cái đề tài nhân quả mà giáo lý Duyên đã trình bày quý vị thấy rất là rõ. À, nhân nó có hai nghĩa, nhân với quả nó có hai nghĩa. Một, nhân là cái nguyên nhân. Nguyên nhân là sự tạo tác của mình, đó là cái nguyên động lực. Còn quả là cái kết quả của cái nguyên nhân đã tạo ra. À, như vậy thì giờ nó là gì? À, cái nguyên là nguyên động lực, mà nghĩa là cái kết quả là cái gì? Đó là tác động từ cái nguyên động lực đó mà cho nên nghĩa là nó tạo thành cái kết quả. Thí dụ như ta cầm cái trái banh, ta giúp vô tường, ta chổi mạnh vô tường, đó là cái nguyên động lực. Thì lúc bây giờ trái banh nó dội ra, nó trúng ta, hoặc giờ nó dội ra cái chỗ nào đó thì gọi nghĩa là gì? Là phản động lực, phải không? Cho nên nhân quả là nguyên động lực và phản động lực, tức là nhân là nguyên nhân mà quả là cái kết quả của nguyên nhân chúng ta làm. Đó, cái đó là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nhân là hạt giống mà quả là cái kết quả của hạt giống đó, tức là cây là trái là bông hoa, thấy không? Vậy thì khi mà ta trồng cái cây đó xuống thì đó là cái nguyên nhân, đó là cái nhân của cây đó, hạt giống của cây đó. Rồi lúc bây giờ đến cái ngày tháng nào đó nó sẽ đâm hoa kết quả. Có những cái loại cây là nó ra hoa, có những cái loại cây nó ra quả, thấy không? Cho nên đó là cái kết quả của cái cây mà chúng ta ươm trồng đó. Cho nên ta thường nói là hãy trồng dưa ăn dưa, trồng đậu ăn đậu, trồng ớt ăn ớt.
trồng cây nào thì sẽ hưởng quả nấy. Đó, cho nên trồng cây lành thì sẽ hưởng được cái quả ngọt, mà trồng cái cây cay cây đắng thì hưởng cái chỗ cay đắng. Cho nên chính vì vậy đây là nhân quả, là cái nguyên nhân tạo tác, nguyên động lực, phản động lực, hay là cái mà hạt giống chúng ta gieo xuống thì ta hưởng được cái kết quả của quả trái đó. Cho nên đó là gọi là nhân quả, thưa quý vị. Như vậy thì cái nhân quả này nó có từ đâu? Nó có từ khi mà có con người ha. Nó có con người là nó có nhân quả, chứ không phải là có từ thời Đức Phật. Bởi vì Đức Phật cũng xác nhận là cái nhân quả này không phải Đức Phật đặt ra. Đức Phật không có đặt ra nhân quả này. Nhưng mà cái nhân quả Phật nói đó là nó hình thành dựa trên cái cơ sở tuệ giác của Đức Phật. Cái tuệ giác của Đức Phật, ta tuệ giác tức là trí huệ và giác ngộ của Phật. Bởi vì Đức Phật đã dùng trí huệ và cái sự giác ngộ của Ngài đã thấu triệt được cái nguyên lý của vũ trụ vạn hữu và cái sự mà vận chuyển, cái sự vận chuyển đó. Cho nên nghĩa là Ngài đã thấu triệt được, và đồng thời nghĩa là với con người và động và tất cả các thế giới bên ngoài, Đức Phật đã thấu triệt một cách rõ ràng. Cho nên vì vậy Ngài đã thấy được, dùng cái tuệ giác Ngài đã thấy được cái nhân quả, cái nghiệp báo đó. Cho nên Ngài nói lên chỉ cho chúng sanh biết là nhân quả và nghiệp báo, chứ không phải là Đức Phật là đặt ra cái nhân quả đó, không phải, cũng không có đặt ra cái nghiệp báo đó, mà chính do con người chúng ta gây tạo thôi. Kể cả Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không có đặt ra cái nhân quả đó, cũng không có đặt ra nữa. Đó. Cho nên vì vậy cái nhân quả ở đây nó là cái gì? Nó là do con người chúng ta tạo ra. Thì thưa quý vị, như vậy thì ta hiểu qua cái đại ý câu này: dưới nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Có nghĩa là ta mắc, ta kẹt, ta bị dính vào trong cái nghiệp ở thế gian này, cái quả báo, cái nghiệp báo trên thế gian này là do bởi vì cái nhân quả chúng ta đã gây tạo. Mà ta gây tạo có khi là ta gây trong nhiều đời kiếp trước, hoặc giả là trong cái kiếp hiện tại này ta. Cho nên vì vậy đó thì bây giờ ta đã gây ra kiếp trước thì kiếp này ta phải chịu cái quả báo khổ đau. Mà nếu ta gây ra kiếp này thì ta phải chịu ở kiếp sau, hoặc giả là có khi trong kiếp này ta gây, ta phải trả liền ở đây tại đây, ta phải trả liền tại trong kiếp này. Cho nên vì vậy ở đây chúng tôi mới đưa ra, quý vị cũng lưu ý chỗ này, tôi đưa ra cái nhân quả đó là: một là hiện báo nhân quả, căn cứ theo lực nhân quả. Nhiều Phật cho biết là một là hiện báo nhân quả. Hiện báo là cái nhân mà chúng ta đã gieo gây trong hiện tại, trong đời kiếp chúng ta đang sống đây, gọi là hiện báo nhân quả. Rồi bây giờ cái kết quả đó là chúng ta phải trả ngay trong tới đời kiếp này. Cho nên Đức Thầy chúng ta đã khẳng định, đời xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Nó chỉ có là trong một kiếp hiện tại thôi, chứ không có đợi là kiếp sau nữa gì. Mà chúng ta gieo cái nhân gì nó chịu quả báo đó, thưa quý vị. Bây giờ quý vị suy nghĩ coi ta gieo nhân gì. Nếu như quý vị mà sống trong đời này, ai xúc phạm tới mình thù, mình ghét, mình giận người đó, giống như đề tài nãy mà để sang đó vừa trình bày đó, ta thù, ta ghét, ta giận người đó thì sao? Đó là cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị cái quả báo là bị người ta sẽ thù ghét lại mình thôi. Nếu ta mà thường hay nói xấu người khác thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị người khác nói xấu sau lưng mình lại. Nhân quả là không có sai đâu, cái này nó đã có xảy ra rồi. Rồi bây giờ nếu như tôi hỏi vậy nè, nếu như chúng ta mà cho dây nặng lãi thì sao? Cái nhân mà cho dây nặng lãi là sao? Đức Thầy có cho phép mình cho dây mắc mỏ từ nay bớt, nhưng có điều là có hỏi nới tay để giúp đời, hoặc giả là của dư cho mượn mới làm, hảo tâm bố thí ngọc tòa được lên. Nhưng mà ngược lại, ta không cho dây nhẹ, rồi ta không hảo tâm bố thí, mà ngược lại vì đời sống kinh tế vật chất, vì lòng ham muốn vị kỷ của mình gì đó, cho nên vì vậy mà ta cho dây nặng lãi. Nặng lãi là gì? Thí dụ như cho ta 10 triệu một tháng là lấy ra lấy lại là 1 triệu hoặc giảm 1 triệu mấy đó. Bây giờ có những cái chỗ là mình nói là cái người ấy thôi chứ đừng có nói sao đen. Cho dây đó là 5 triệu mà tới tháng phải trả 700 ngàn, thấy không? Thì 10 triệu là phải là 1,4 triệu đó. Rồi đó là cho dây theo đường dây nóng nữa, nó còn nặng hơn nữa, nó còn nặng hơn, tính còn nặng hơn nữa. Như vậy cái nhân mà chúng ta cho dây, cái quả báo đó là sao? Tôi đố gì cái quả báo là gì? Quý vị nào trả lời coi, quả báo là gì? Bị người ta giật lại. Mình cho dây nặng lại, ta trả không nổi thì giật chứ sao? Phải không con? Ta trả không nổi thì giật. Đó, mà cái này nó có không? Nó có, sở dĩ tôi nói là tôi dựa trên cái cơ sở thực tế. Nói luôn, cách đây cũng khoảng 4 năm. Có đứa em này đó, đó là đó quý vị biết là nó sống cái nghề, nói chung là cái nghề của nó là cái nghề cho dây nặng lại.
mà nó làm cái nghề nói chung là tà nghiệp đó, nói chung là gì mình không chi tiết, làm cái nghề tà nghiệp mà cho dây lại là cho dây nặng lại đó. Lúc bây giờ khi mà được anh em tôi dẫn đoàn đi núi về, nó giác ngộ tu hành. Tôi không có đi chứng đó, tôi cũng không biết, nhưng mà mấy cái đệ có đi chung đó, thì cái cô này á, cô nói là thôi giờ tôi nhờ mấy anh là Thượng Tâm Bảo giùm tôi, bị nó nghe nó cũng ý thức, nó giác ngộ được Thượng Tâm Bảo cho nó. Thì bữa đó cái đệ đó nó mời tôi xuống Thượng Tâm Bảo với nói đạo cho nó nghe. Thì thưa quý vị, khi mà mình xuống á, mình Thượng Tâm Bảo chân dung thầy đều coi như là kể ra nhìn thấy cũng rất là trang nghiêm. Nhưng mà hỏi thăm ra là được biết là nó làm mấy cái nghề đó là nghề bất chánh nè, nghề bất chánh, là kể cả luôn cái nghề cho dây luôn. Như vậy tôi mới nghe là thưa quý vị biết là tôi phải đánh nhanh về cái tâm lý đó. Tôi nói giờ nếu như mà thờ ngôi Tâm Bảo, an vị chân dung thầy, thờ Cử Huyền, cúng lại sớm chiều, mà lỡ như mai kia mốt nọ bị người ta giết nợ, thì cô nghĩ như thế nào? Cô có bất mãn không? Cô có chán nản không? Nói tôi nghe là thờ Tâm Bảo rồi giờ tôi bị giật nợ này kia, bước vào con đường quy y để tu hành, bị ta giật nợ vậy có bất mãn không? Nó nói không có. Thì nó nói nghĩa là em cũng biết là cái nghề của em làm là nó sẽ bị cái quả báo đó thôi, cho nên vì vậy mà nó chuẩn bị sẵn cái tâm lý đó. Cho nên tôi giải thích cho nghe rồi nếu hiểu được vậy là tốt. Nhưng mà thưa quý vị, mới Thượng cái Tâm Bảo lên vào cái ngày rằm tháng 4, lấy ngay cái ngày Đức Phật đản sanh luôn, bắt đầu nghĩa là rồi buổi chiều đó là nó vô trong Trời Đỏ nó đòi nợ. Nó đòi nợ thì sáng qua cái bữa 16 đó là nó ra nhà của Tấn á, mình cũng mời nó ra nhà của Tấn để nó gặp đồng đạo lẫn gieo duyên này. Cái là nhà của Tấn là đám dỗ bà mẹ của Tấn. Ra nó nói anh hai ơi, em bị giật nợ là 300 mấy chục triệu rồi. Thấy không? Mới có Thượng Tâm Bảo hôm qua thì bữa nay nó báo rồi cho biết là em bị giật nợ là 300 mấy chục triệu rồi. Đó. Vô đầu rồi giờ cái người mà thiếu nợ đó nó trả không nổi. Bởi vì lãi cao quá nó trả không nổi cho nên bỏ trốn đi luôn. Bỏ trốn đi luôn. Rồi thưa quý vị, tôi nói rồi hỏi vậy chứ rồi có bất mãn không? Nó nói không, em hiểu rồi, em đâu bất mãn đâu. Lây quay quý vị biết đó, tới chừng mình nó dời nhà chỗ khác, nó cũng mượn giáo lý viên nhiều lắm, bị nó học cái lớp giáo lý căn bản. Tôi cũng bị e rồi kia nhiều người khác. Xuống tới nhà nó mấy chục cây số, Thượng cái Tâm Bảo lại lần thứ hai. Trên đường đi Thượng Tâm Bảo đầu nó bị té xe tai nạn giao thông. Nha, nó dồn dập cái chuyện của nó tai nạn giao thông. Rồi đó là cuối cùng nhưng mà cũng nhẹ, cũng vô nó bệnh viện rồi băng bó luôn. Ba nửa tiêu luôn. Bây giờ thấy không? Nó rõ ràng cái nhân quả là mình lấy nặng lãi của ta thì giờ của thiên là trả đĩa, cái của không có mồ hôi nóng lắm. Đó, chưa đâu. Rồi lấy quay bắt đầu cái bây giờ cái nợ như vậy bắt đầu nó bán cái nhà đó, cái nhà mới Thượng Tâm Bảo lần thứ hai nó bán nữa. Bán nữa nghĩa là nó về quê Sóc Trăng với là cha nó chết. Đó, nó về quê đó. Rồi nó lo tang chế cho cha nó. Rồi đầu anh em với bà con dòng họ thôi giờ mày ở lại đây đi nuôi cá, đi nuôi tôm chứ ở dưới là nuôi tôm xuống sông Hùng đó. Nuôi tôm không biết, nghĩa là nuôi bao nhiêu đó không biết, cái lỗ cái mấy tỷ. Lỗ cái mấy tỷ. Mà mấy tỷ là hai ba người Hùng đó ha, là giờ nó sạch xanh luôn vậy. Bây giờ ha, mới bữa hổm này mới có mấy tháng nay nó tính đi trên Hòa Hảo nó giếng chùa lại Phật. Nhưng mà lúc bây giờ mặc dù cái giống đạo nó còn, cái hạt giống nó còn, nhưng mà tinh thần đạo nó bị sa sút rất là nhiều, sa sút rất là nhiều. Bởi vì lo cái là chạy trọt làm ăn này kia rồi thất bại đủ thứ chuyện hết trơn, buồn rất là buồn. Rồi bữa đó đi cái làm sao không biết, nghĩa là bị té, chở đứa con bị té, cái nghĩa là nó giãn cái dây chằng đi không được. Xuống dưới bệnh viện 121, bác sĩ nó mổ là tốn nghĩa là 60 triệu, bây giờ hết tiền rồi. Hết tiền sao? Nhờ tôi với mấy em hay vàng rồi cái đó xin tiền giùm. Thấy không? Xin tiền giùm, xin đâu được nhiều đâu, có mấy triệu bạc. Rồi cuối cùng nghĩa là nó trị bệnh. Nó trị bệnh đó là hết tiền luôn. Hết tiền luôn cái gì? Thiếu nợ lại luôn. Như vậy rõ ràng một con người cái là có của nó là có tiền tỷ trong tay đó. Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy cho dai nặng lãi rồi cái quả báo nó đến với mình, hoặc giả cái đồng tiền nó ra làm ra là cái đồng tiền bất chánh. Cho nên cái nhân mà làm ra cái đồng tiền bất chánh gọi là tà nghiệp đó. Trong cái tà nghiệp đó cứ thầy dạy biết nè à, tuy nhiên họ cũng nguyện bỏ những nghề nghiệp như nuôi điếm mắng phiện buôn rượu đầu cơ cho gia cắt cổ, mà cái người tu theo chánh nghiệp là phải bỏ. Nhưng có cái là nó dướng vô trong cái chỗ đó, nó dướng vô một trong những món chỗ đó, rồi cho dai nặng lãi cái nữa, cho dai cắt cổ dân, cuối cùng rồi là tiền nghĩa là nó bay theo bay đi hết à, mà mang cái hậu quả đó là giờ bệnh nghĩa là mổ rồi cái ra bệnh. Mới có hỏi nè, nó điện tôi nói anh hai ơi, nghĩa là anh có đi đâu trên Hòa Hảo cho có gian đi, tôi tính hỏi thăm thành lập là cho có gian nó nhiều Hòa Hảo rồi nó lễ bái nó hứa nó lên Hòa Hảo cũng lại. Rồi nghĩa là tới chừng mà hai ba bữa mất tiêu rồi điện hỏi thăm về đâu rồi, nó nói giờ nằm viện nữa rồi. Thấy không? Đau bệnh nằm viện nữa rồi đó, không biết bệnh gì mình cũng không hỏi ra. Cho nên thưa quý vị đồng đạo kính mến, như vậy thì cái nhân mà chúng ta gieo trong hiện tại thì ta phải chịu cái quả báo hiện tại. Nó nhiều lắm, nhiều cái câu chuyện mà chúng ta vẫn chứng thấy. À, rồi bây giờ
Như vậy thì cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa đó là sanh báo nhân quả. Quý vị lưu ý chỗ này là sanh báo nhân quả. Sanh báo có nghĩa là ta làm trong kiếp này, nhưng mà nó không trả như kiếp này, nó không trả trong kiếp này như hồi nãy nó nói đó, mà nó đợi qua kiếp sau nó mới trả. Nó đợi qua kiếp sau trả. Cho nên vì vậy đó mà gọi là sanh báo nhân quả. Mà trong cái này mình tạo cái gì đó, ví dụ như nãy giờ nó nói là mình giận hờn, mình thù, mình ghét, mình cho dai, mình sát sanh, hại vật này kia, là tất cả cái nhân mà chúng ta làm tạo ác tạo xấu gây nên cái nhân ác nhân xấu thì chắc chắn là cái quả đâu phải trả kiếp sau, thấy không? Tại sao có những người mà đầu thai lên đó thì nghĩa là ta thân hình trang nghiêm tốt đẹp ta, nhưng mà có những người đầu thai lên là họ bị tật nguyền bẩm sinh, có người nghĩa là phải bị mù mắt, có người phải bị cụt tai hay là miệng méo, mà cái thân hình của họ nhiều khi mình nhìn không ra thân người. Bây giờ nhờ có cái thông tin đại chúng trên mạng ta coi, lâu lâu cái quý vị lên thì Facebook là thấy nghĩa là những người mới sanh ra là dị tướng luôn, nó lạ lùng chưa được đó. Thì ở đây là do cái nhân quả của họ thôi gì. Như vậy thì giờ nghĩa là ta hiểu đó là sanh báo nhân quả là do ta làm hồi kiếp này mà qua kiếp sau ta chịu. Hoặc giả ta làm hồi kiếp trước mà kiếp này ta phải chịu. Rồi bây giờ cái thứ ba đó là hậu báo nhân quả. Hậu báo nhân quả có nghĩa là ta làm trong kiếp này điều ác, nhưng mà nó phải trải qua trong nhiều đời kiếp khác. Nó không một kiếp khác nữa, không kiếp sau nữa, mà nó 2, 3, 4, 5 nhiều nhiều kiếp sau nữa. Cho nên gọi là hậu báo nhân quả. Thưa quý vị, vậy thì ta hiểu như thế nào? Trong kinh có cho biết đó là dục chi tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu chi hậu thọ quả kim sanh tác giả thị. Ta muốn biết được kiếp trước mình làm gì thì coi lại kiếp hiện tại chúng ta hưởng cái gì. Ta muốn biết được cái kiếp này kiếp sau mình chịu cái nhân quả cái quả như thế nào thì câu lại kiếp hiện tại chúng ta làm gì. Đó, giả sử bá niên kiếp sở tác nghiệp bất dâm, nhân duyên hậu ngộ thời quả báo quần tự thọ. Đó, dầu cho trăm ngàn kiếp mà nếu chúng ta tạo cái nghiệp gì đó là cái đó nó không mất, nó không mất, mà tới độ hội đủ nhân duyên rồi đó thì cái quả báo nó sẽ quần lại cho mình, nó sẽ đáp trả lại cho mình thôi. Đó là gọi là hậu báo nhân quả trải qua trong nhiều kiếp sau. Kể quý vị nghe một cái câu chuyện mà hậu báo nhân quả như thế này. Thời Đức Phật còn tại thế, có một cô này tên là Ý Lan. Cô này cũng rất là đẹp, cũng rất là đẹp, mà xui khiến gì đưa cô vào trong cái lầu xanh, cái lầu xanh. Nhưng mà có điều trong lầu xanh người ta cũng rất là trọng cô, kể cả tú bà và kể cả khách làng chơi và kể cả nhân viên đó là phục vụ cô, đó là phải nói là rất là tôn trọng cô. Nhưng mà ngặt làm cái kiếp đó, kiếp lầu xanh. Nhưng mà cô này có ngưỡng mộ Phật pháp, cho nên vì vậy đó mà một lần nọ cô nhờ kiệu phu khiêng cô, khiêng kiệu ngồi trên kiệu đó, đến nghĩa là ngay tịnh xá kiệu hoàng gặp Đức Phật. Như vậy thưa quý vị, bữa nay Đức Phật biết cô này, mặc dù chưa báo trước, biết cô này cô đến mà cô rất là đẹp, cho nên Đức Phật mới dạy các vị kheo đó: này tỳ kheo các con, các con hãy thu nhiếp lục căn lại, chút xíu nữa đây có cô Ý Lan, cô này là cô rất là đẹp, mặc dù trong lầu xanh mà cô rất là đẹp, có thể là quốc sắc là thiên hương á. Các ông là phải thu nhiếp lục căn, đừng để cho kiểu mà nhãn thấy sắc thường hay bận biểu. Nghĩa là nếu như các ông không thu nhiếp lục căn, các ông sẽ bị dao động tư tưởng vì cái sắc đẹp của cô. Cho nên Đức Phật dạy như vậy thì các vị tỳ kheo lúc bây giờ cũng chuẩn bị tâm lý thu nhiếp lục căn thiệt. Thì chút nghĩa là các kiệu phu đưa cô tới. Khi mà tới theo cái lệ ở bên Ấn Độ đó, là cái vị thầy mà ta tôn kính á là phải đi nhiễu ba vòng, đi nhiễu ba vòng rồi quỳ xuống bài cái vai ra, tức là giật cái áo bài vai ra, quỳ xuống hôn bàn chân của Đức Phật, hay là kể cả vị thầy nào cũng vậy. Thì cô này cũng làm cái lễ y là như vậy. Thưa quý vị, gặp mình mà nghe là cái kiểu cô đó mà cô hung cái bàn chân mình là thần thông của mình nó đứt, bực luôn. Còn Phật là đã chứng quả rồi, cho nên vì vậy đó mà hùng quỳ xuống hôn cái bàn chân, cái môi thấm son này mà hùng cái bàn chân thì quý vị thấy cỡ nào quốc đầu lắm phát mà còn phải đứt thần thống. Cho nên như vậy thì ở đây các vị tỳ kheo cũng nghe lời Phật thu nhiếp lục căn lại, và cô này cũng bày tỏ tâm ý mình bạch Đức Thế Tôn: con xin thỉnh Đức Phật đến nhà con để con nghĩa là thọ, để con nghĩa là cúng dường trai tăng, mời kính thỉnh Đức Phật và các vị trai tăng đến con cúng dường trai tăng. Thì Đức Phật nhận lời, quý vị, Đức Phật nhận lời. Và sau khi nghĩa là cô này ra về, ông A Nan thấy mới lạ hỏi bạch Đức Thế Tôn: cái nguyên nhân nào mà cô Ý Lan này là cổ là con người rất là đẹp, mà lý do gì tại sao rơi vào trong cái lầu xanh? Đức Phật nói: này A Nan, cũng là cái nhân quả nhiều kiếp trước thôi. Cách đây rất lâu có
vị Ca Diếp Phật ra đời. Lúc bây giờ vị Ca Diếp Phật này đó là đã nhập Niết Bàn, cho nên các đệ tử mới tôn kính là xây tháp để phượng thờ. À, thì là hàng ngày ở sớm đó, ở trong làng đó đó, có những cô thiếu nữ vì tôn trọng Phật Ca Diếp mà, và nghĩa là cô thiếu nữ này nghĩa là phân công với nhau, một bữa vậy là mấy người đó đến để lau quét dọn sạch sẽ vệ sinh nghĩa là chỗ cái ngôi tháp của Phật Ca Diếp đó. Nhưng mà bữa đó thì có nghĩa là một cái đống phân phân chó, thấy không? Đống phân chó nó ỉ ở trên đó, cho nên cái cô Ủy Lan này là cổ mới lấy tay cổ hút, cô không có cần phải lấy nhiều dẻ lau chùi số rửa, lấy cái bàn tay cổ hút, cổ hút nghĩa là phân chó đó. Nhưng mà thưa quý vị, khi mổ con chó đó, lúc bây giờ các người, các cô thiếu nữ kia đó mới xúm nhau cười, cười che chế diễu cổ, nó rồi rồi cái bàn tay đó chặt bỏ, rồi bàn tay đó dám hút phân chó vậy là quá dơ, ta chặt bỏ, cứ cười chế diễu hoài. Cho nên cô này cũng giận lên, cổ nói nghĩa là cái câu này nó hơi chút xưa hơi nó hơi bị thô chút xíu trong ác khẩu gì. Thì cô này cô giận lên, cô nói nghĩa là mấy đứa bay là đĩ cái gì mà tại sao nó phải cười rồi cười tôi hoài vậy? Nói một câu bị thâu đó gì, một câu nói nghĩa là bị ác khẩu thôi, mà cái quả đó phải kiếp sau đầu thai vô lầu xanh. Thì lầu xanh là đúng như cái tên của cô kêu rồi đó. Cho nên Đức Phật nói là cái nhân mà chửi người ta nói cái câu hơi thô tục như vậy đó, mà cái quả báo bị đầu thai vô lầu xanh. Còn cái nhân mà tôn kính quét dọn cái tháp của Phật Ca Diếp, cho nên cái nhân đó mà cô này cũng đầu thai cũng đẹp, mà trong nhà giàu đẹp mà thành với là trong nhà giàu đó. Mà có một điều, cái bàn tay mà nãy hút phân chó nè, là trong tôi chưa nói là trong sách diễn tả cái bàn tay của cô nó quyển chuyển nó dịu dàng rất là đẹp, cực kỳ, cái bàn tay rất là đẹp nhờ hút phân chó đó, thấy không? Nó dịu quý vị về cũng phải hút bằng cái gì cho để tôi lấy tay hút thật kỳ luôn. Vậy rồi nghe nói để nữa cho bàn tay tôi đẹp bút nữa, nói gì chứ đẹp mà bút nó chịu lắm, thành ra nó lấy hai cái tay nó hút lần nữa cho bàn tay nó đẹp. Vậy là bây giờ thì nó không có gì đó rồi, hồi xưa ta hút bằng cách là chỉnh trọng, ta vô tư đó, còn mình hút để tôi cầu cho bàn tay tôi đẹp thì chắc không có rồi. Cho nên thưa quý vị đồng đạo kính mến, như vậy thì rõ ràng câu chuyện nhân quả là sanh báo nhân quả, thấy không? Cái kiếp đó làm vậy trải qua nhiều kiếp sau chịu cái quả báo, có phước thì hưởng mà có quả báo là phải chịu thôi. Cho nên cái lời nói chúng ta đó là nguy hiểm vô cùng quý vị. Quý vị thử thời mà nói xấu người khác, nhục mạ người khác, nhất mà xúc phạm tới người tu, mình chê người ta tà như thế nào đấy ha, hoặc giả là mình chê người ta gì gì đấy ha, coi chừng ta bị cái quả báo đó. Chúng ta thấy hiện tại cộng đồng mạng giờ ta thấy rất là nhiều, thấy không? Mình sỉ nhục, mình chê bai người ta là coi chừng cái quả báo nó tới với mình trong hiện tại hoặc giả là kiếp sau. Như vậy thì hậu báo nhân quả là cái nhân chúng ta làm kiếp này do tạo trong 10 điều ác đó, thì cái quả báo nó trải qua nhiều kiếp sau, chứ không phải là chỉ có một kiếp sau thôi, nhiều kiếp sau. Đó là thứ ba. Thứ tư nữa là gì? Thứ tư nữa đó là nhồi báo nhân quả. Cái nhồi báo nhân quả ở đây đó là ở đây là coi chừng chúng ta cũng bị, đang bị đó. Nhồi báo nhân quả là gì? Thí dụ như giờ mình sống trong gia đình, mình đang đau bệnh đây, chỉ bệnh mình chưa hết, rồi bỗng nhiên đó là tới chồng bệnh, con bệnh, rồi đó là nhà sập gột, hoặc giả là làm ăn thất bại, hoặc giả bị làng xóm người ta chê bai này, đủ thứ chuyện, bao nhiêu chuyện bất hạnh nó cứ dồn dập vô trong gia đình của mình và bản thân của mình. Thì đó là ta biết đó là cái nhồi báo nhân quả, đó là cái nhồi báo nhân quả. Cứ nghĩa là cái này chưa hết thì tới cái khác, nó tách tách tới hoài hoài như vậy, nghĩa là nó làm cho tâm trí chúng ta đảo điên, ta bị cuồng trí, ta bị buồn gầu khổ sở đó, bất hạnh nó đưa đến chúng ta. Cho nên vì vậy đó là ta biết ngay đó là cái nhồi báo nhân quả. Mà người tu chúng ta cũng dễ gặp cái dòng cảnh là nhồi báo nhân quả. Nếu ta bất mãn, ta chán nản là ta bán đồ nhi phế, sự nghiệp tu hành chúng ta đến đây sẽ chấm dứt, là bởi vì ta không hiểu được cái chỗ nhồi báo nhân quả này, cho nên ta chán nản. Tôi tu mà tại sao tôi gặp những chuyện bất hạnh không đó. Cho nên thưa quý vị, cái sau cùng đó là gì? Là dư báo nhân quả. Dư báo nhân quả là để dành cho Phật và Bồ Tát, chứ mình thì không có Phật và Bồ Tát, thấy không? Nghĩa là Đức Phật hay Bồ Tát là các ngài đã sạch nghiệp rồi đó, sạch cái quả báo rồi đó, nhưng mà nó chỉ còn động lại chút xíu nào đó thôi. Nhưng mà các ngài cũng trả, mà trả là rất là nhẹ. Cái quả mà Đức Phật mà trả hay là Bồ Tát mà trả thì nó giống như là bụi mà nó dính trên áo của mình, rồi mình phủi cái là rồi. Mình trả thì thấy nó nặng nề, nó đau đớn, nhưng mà Đức Phật thì rất là nhẹ nhàng. Cho nên có những lần Đức Phật nghĩa là bị mũi tên đâm vào trong cái chân của ngài, phải không? Đó là do hồi nhiều đời kiếp trước là ngài đã giết chết 30 tên nghĩa là hải tặc để cứu nghĩa là dân đi thiền buôn này. Cuối cùng nghĩa là nhờ công đức tu tập mà nó thành những cái nghĩa quan hồn đó, nó thành cái mũi tên ở đâu nghĩa là nó lạc vào đó, nó bắn ngay cái trúng cái giò của Đức Phật, cái chân của Đức Phật, phải không?
rồi đó là có lúc ngài bị nhức đầu, phải không? Là do nhiều đời kiếp trước chỉ lấy cái cây gõ trên cái đầu con cá mà vui vẻ thôi, gõ trên đầu con cá mà trong đó là khởi cái tâm niệm vui vẻ thôi, à, cái quả báo đó mà bây giờ ngài phải bị cái nhức đầu. Cho nên ngày nay mà ai mà thường hay bị nhức đầu là coi chừng mình đập đầu cá rất là nhiều, phải không? Đập đầu cá rất là nhiều đó. Ai mà thường hay bị đau cổ họng đó là coi chừng hồi đó là cắt cổ ếch rồi nhiều lắm, thấy không? Cổ nhái, cổ cốc rồi kia nữa, cốc đó, thấy không? Ai mà thời nay mà bị cạo gió hoài đó coi chừng hồi đó mình vuột dãy lương đấy phải chơi, thấy không? Đánh dãy cá vuột dãy lương rồi đó, thì cái này đó. Mà trong sách có đạo Luận Nghiệp Nhân Quả nói là người nào mà thời nay mà là bị thiếu máu nè, thiếu máu trầm trọng là nhiều kiếp trước đó là ta đã làm cho thân người khác đổ máu, à, thân người khác đổ máu, đó mình giết người nhiều người hay là nhiều sinh vật làm đổ máu cho nên bây giờ ta bị cái quả báo. Nói chung là cái nhân nào nó sẽ có quả nấy. Như vậy thì thưa quý vị, khi mà cái cõi được đặt ra đó là cái nhân quả nó có mấy phần, ta sẽ nêu ra phần đó, thấy không? Vậy thì trở lại câu đầu tiên này là dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Vậy thì ta dính mắc vào trong cái nghiệp ở thế gian này, ta là do nhân quả báo ứng trong đời này hoặc giả nhiều đời kiếp trước, cho nên bây giờ nó sinh ra bao nhiêu chuyện bất hạnh cho gia đình chúng ta, cho bản thân chúng ta. Đó là bởi vì ta đã gây ra cái nhân quả báo ứng. Lực nhân quả thật là câu diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. À, rồi bây giờ qua câu thứ hai, gây ra kiếp số chịu không trần. Chữ gây là đã tạo nên rồi. À, rồi nghĩa là kiếp số là gì quý vị? Chữ kiếp ở đây đó là kể cả từ khi mà chúng ta mới sinh ra và lớn lên, rồi nghĩa là cho đến cái ngày chúng ta nhắm mắt tới ngày chết chúng ta, đó là một kiếp người. À, đó là một kiếp người. Còn nghĩa là số là gì? Số là cái vận mệnh hên xui may rủi tốt xấu của con người, đó là số phận con người. Ở đây á, chữ nghiệp nhân quả thì đứng về góc độ của Phật thì cho gọi là nhân quả nghiệp báo, nhưng mà cái này theo Do giáo và Lão giáo thì nói là cái số mạng. À, thì nó cũng tương tự nhau thôi, chỉ dùng cái từ ngữ nó khác nhau. À, thì do anh tạo cái nghiệp đó cho nên bây giờ cái số phận anh phải vậy. Anh làm phước thì nghĩa là cái số anh sẽ được giàu sáng. Anh tạo cái nghiệp phước đó, nghiệp thiện đó thì số giàu sáng. Anh tạo nghiệp ác thì giờ cái số anh là phải gặp đen đuối, à, phải nghĩa là xấu xa, à, phải nghĩa là bất hạnh. Cho nên vì vậy là kiếp số có nghĩa là trong một cái kiếp đời của mình luôn luôn gặp những cái vận nghĩa là không may mắn, tức là cái vận xui xẻo. Bây giờ gây ra kiếp số đây là nói cái kiếp số xui xẻo chứ không nói cái số hên, cái số may mắn, mà đây là cái kiếp số của mình gặp được cái vận mệnh, mà cái vận mệnh đó là luôn luôn là bất hạnh đối với ta, cho nên nghĩa là gây ra kiếp số chịu phong trần, thấy không? Chịu là phải chấp nhận chịu đựng, mà phong trần là gió bụi, chứ phong là gió mà trần là bụi đó, chỉ thì phong trần đó là gió bụi. Thành ra Đức Thầy đã cho chúng ta biết đó là lăn lóc phong trần dài dạng mặt, chuyên chuyên bể ái kiếp mài qua. À, cho nên như vậy thì đây ý muốn chỉ cho khách làng chơi, thấy không? Khách làng chơi ăn chơi chát tán, rồi từ đó nghĩa là gây ra nhiều cái nợ phong trần, cho nên nó là chân chuyên bể ái kiếp mày qua. Hoặc giả là chỗ khác cái thầy cho ta biết đó là gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo không lần bước ra. Cho nên chúng ta tạo cái nghiệp nhân, cái số mạng chúng ta vậy rồi, lúc bây giờ nó đưa chúng ta đến cái chỗ đó là bị luân hồi sáu nẻo không lần bước ra, tức là nó khó mà ra được, thưa quý vị đồng đạo kính mến. Vậy thì đây chúng ta mới trở lại, vậy thì cái chỗ này đó là gây ra kiếp số chịu phong trần, là cái câu này nó để bổ cho cái ý của câu trên, nó bổ cái nghĩa của cái ý câu trên. À, cho nên nó giống na ná như nhau, mà ở trên thì nói về cái luận thuyết của đạo Phật là nhân quả báo ứng, mà nó ở dưới này, câu dưới này nói về cái luận thuyết của đạo Lão và đạo Nho, tức là Khổng Tử và Lão Tử, nói về cái luận thuyết về cái số mạng, cái kiếp sống con người. Vậy thì con người chúng ta sanh ra trong cõi đời này, nếu như cái số mạng chúng ta là được hưởng được cái giàu sang phú quý thì do kiếp trước ta có làm nhiều việc thiện nghiệp, cho nên vì vậy cái vận mệnh chúng ta là luôn luôn là tốt đẹp. À, còn nếu như kiếp trước ta làm những việc xấu xa tội lỗi làm tổn hại cho sinh linh thì bây giờ cái số mạng ta sống trong kiếp này ta luôn luôn phải chịu cái điều đau khổ, đó là cái số mạng của con người. Thưa quý vị, cái số con người chúng ta đều có số phận, nó có khác nhau. À, mà số phận này như đã nói là do sắp xếp. Ở đây nghĩa là đạo Nho với đạo Lão đó thường hay nói là cái số phận là do cái vận mệnh này là do đấng tạo hóa làm nên, cho nên cái thuyết này nó hơi khác hơn cái đạo Phật chút xíu, là bởi vì cái nhân quả nghiệp báo là không có ai làm ra, chính bản thân chúng ta tạo lấy. Nhưng mà bên đạo Nho với đạo Lão thì nói là thường hay là chỉ cho
chỉ cho là đấng tạo hóa nào đó đã sắp xếp an bài cái số phận chúng ta là phải chịu là như vậy. Đó là cái thuyết của như vậy. Chẳng hạn như giờ ý nói rằng thí dụ về cái giữa hai người này nó đến thành chồng vợ với nhau, thấy không? Thì nghĩa là nếu mà nói đạo Phật á, là do cái duyên nghiệp, có cái duyên, cái nghiệp đó, nghiệp duyên đó cho nên đến với nhau. Nhưng mà nói theo cái đạo Nho, nói theo cái là cái sự sắp xếp của thiên đình, thì do ông Tơ và bà Nguyệt xe duyên giữa hai người đó gặp với nhau. Nếu hai người đó là hạnh phúc, là thuận duyên thì gặp với nhau là sống luôn luôn là hạnh phúc, là tốt. Nếu hai người đó là có quan gia trái chủ gì nhiều để tổ chức, cho nên ông xe một cái rồi là gặp với nhau là một ngày là cái như ngày cự lộn 3 lần, mà một tháng là cự lộn hết 30 lần, thấy không? Cho nên như vậy đó, cái xe ông xe như vậy đó để cho gọi là cái quan gia nghiệp báo. Thành ra vô quan trái bất thành phu phụ là chỗ đó. Thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, ngoài ra ta bị cái số phận bất hạnh như thế nào đó là do cái chúng ta đã tạo trong nghiệp trước. Ở đây nói cái kiếp số á, thì tôi mới bàn quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Vào ngày xưa đó, ở bên Trung Hoa đó, trong cái cuốn mà Thất Chân Nhân Quả đó, ông Thu Trường Sinh là một trong bảy vị Thất Chân Nhân Quả, là 7 vị đệ tử của Dương Trùng Dương Lão Tổ. Mà ông này là ông là đệ tử thứ chót luôn, tức là út luôn, mà cái nghiệp của ông rất là lớn luôn. Cho nên nếu vậy một hôm ông bị đói hoài, có thể một ngày ông đói, đói nghĩa là có thể 2-3 ngày liên tục, hoặc giả khi đói một ngày. Cho nên vì vậy một hôm đó ông đến nhà của ông Toán My, ông xin ăn. Thì nghĩa là đứa cháu của ông Toán My đó vừa đem cái dĩa bánh bao ra cho ông. Lúc bây giờ nghĩa là ông Toán My vừa bước ra, ông nhìn thấy cái tướng của Khu Trường Sinh, ông trợn này nhăn mặt rồi. Ông nói không được, không có cho được. Trời, tại sao không cho tôi? Ông thù quét gì không cho tôi? Tại vì tôi nhìn cái tướng ông đó, cái chỗ cái miệng của ông là đằng xà tả khẩu, đằng xà tả khẩu là hai con rắn, mà hai con rắn này mà nó ở cái miệng ông là ông phải chết vì cái nghiệp chết đói thôi. Số mạng ông là phải chết đói, cái kiếp ông là phải chết đói, không gì khác hơn. Đó, như vậy thì lúc bây giờ đó là ông có miệng nói vậy, ông phải quyết tỷ mà ông không cho ăn để cho ông này cũng chết đói. Lúc bây giờ Khu Trường Sinh thất vọng vô cùng, cái gì rồi ông suy nghĩ cách tiêu cực. Ông nói vậy thì giờ mình phải chết đói rồi, như vậy thì giờ mình tìm cái chỗ chết. Như vậy bữa đó ông vô trong khúc vắng này rồi ông nằm ở đó là chịu nhịn đói 5 ngày. Của gì con người ta nhịn đói là 7 ngày là chết, ông nhịn đói tới 5 ngày. Bữa đó coi như là ngất ngư rồi đó nha. Lúc bây giờ cái đêm nay đó, cái nhóm tổng ăn cướp á, nó cướp của cái nọ, bắt đầu nó đem lại đó để nó bài ra, nó ăn nhậu rồi nó chia tiền ra. Cho nên nghĩa là có một trong cái nhóm ăn cướp đó, có một đứa nó tẻ ra khúc vắng rồi, nghĩa là nó đi vệ sinh gì đó. Lúc bây giờ cái là nó gặp ông Khu Trường Sinh, nó gặp ông này, ông vô ông thở ngáp, bắt đầu nó lại anh em ơi, có cái ông nào mà ông sắp chết, ông hấp hối đang ở đây nè. Bây giờ mình hồi đó giờ mặc dù mình giết người cướp của, nhưng mà giờ thấy cái người mà lâm nạn gì mình phải giúp người ta mới được. Nó cũng có lòng nhân trong đó, cho nên xứng với nhau nó đút cơm đút này kia cho ông ăn. Ông ăn nó động ăn được, cái ông động khỏe lại, ông khỏe lại, cái ông tự mấy con tiếng cướp đi. Ông nói ta đã muốn chết rồi mà các ngươi cũng đó là cho ta ăn uống, bây giờ ta sống lại nữa. Rồi bây giờ quý vị biết đó, như vậy là cái số mình chết là phải chết, chết đó là phải chết. Ông đi tìm cái chỗ khác, chỗ vắng người hơn nữa. Ông nằm trên cái tảng đá đó, gần cái cặp cái bờ suối, ông chờ chết. Như vậy nghĩa là cũng thời gian trôi qua 5-6 ngày. Bữa đó trụng bỗng nhiên trời mưa to, gió lớn, âm mì bắt đầu, âm đùm đùm bắt đầu, nước nó dưng dưng lên mà nó không ngập ông chết. Mà ở đâu có mấy cái trái đào, trái cây gì đó, nó trôi tấp vô, đụng vô cái môi, cái miệng, không đâu vô bờ biển. Ông quay rồi ông thấy, ông nói lẽ mình chưa chết đói, giờ tao không lấy mấy trái đào, ông ăn cho khỏe lại, sống nữa, có động. Ông đi xin ăn này kia nọ, cũng có khi người ta cho, ta không cho này. Cuối cùng cái là, ông tức quá như vậy thì giờ cái nghiệp chết đói là phải chết đói. Bây giờ ông ra chợ, ông xin tiền, ông mua được cái ổ khóa và cái nhợ dây xích. Ông đi sâu vô trong rừng sâu á, ông phá, ông tự phá, ông lợi, giúp cái chìa khóa luôn. Rồi, trong này là không ai thấy mình, không ai cứu mình chết ở tại đây trong đầu. Thì ở trên trời lúc bây giờ đó là Thái Bạch Kim Tinh là vị tiên ở trên á. Cho nên mới thấy nghĩa là Khu Trường Sinh là cái người tu tiên đạo. Mà ông này ông còn hơi mê quá, cho nên vì vậy mà ông bay xuống bắt đầu nghĩa là ông bay xuống thì ông giả ra từ khu đúng tuổi nhà, ông đi lai gai ra tới cái Khu Trường Sinh. Ông giờ ông thấy sao có tiếng sạc, ông tưởng là thú dữ, ông nói kệ thú dữ ăn mình cho chết cũng được. Nhưng mà ông ngờ dòm lại ông Tiền Phu, bắt đầu đó là Khu Trường Sinh ông giận quá, ông không thèm dòm Tiền Phu luôn. Ông quay chỗ khác, tiệm Tiền Phu bước lại nói ủa ông là ở đâu mà tại sao
ông bị ai bắt chối phá ông ở đây, hỏi mấy tiếng cuối cùng thì ông cư sĩ ông bực quá, ông nói tôi là cái bị cái nghiệp chết đói rồi, là tôi đã tự phá tôi đây rồi, tôi không muốn gặp ta chứ, mà tại sao ông tới đây nữa? Thì ông Thái Bạch Kim Tinh ông mới nói rằng, ông nói vậy là phải rồi, nhưng mà con người mặc dù cái số mạng là chết đói vậy, nhưng mà có khi nghĩa là tôi cũng cải được cái số mạng, là biết đâu tu nhân tích tích rồi là nó sẽ cải số trong mà sao. Bắt đầu ông Thái Bạch Kim Tinh nói nghe có lý quá, bắt đầu khuyên này kia nọ. Rồi ông Cư Diệt Sơn lúc bây giờ ông muốn sống lại để tiếp tục làm việc thiện, để ông nó sửa đổi được số mạng của ông. Nhưng mà ông nói giờ cái chìa khóa tôi đã giúp rồi, làm sao ông mở được? Thì Thái Bạch Kim Tinh ông là tiên mà, ông mới hóa ra vậy tiên, rồi ông dùng cái thần thông ông chỉ cái vậy đất đức. Rồi ông khuyên là ông về đây, bắt đầu từ đây thì sao, ông cứ việc làm thiện đi, tu gia đất đức đi, thì lúc bây giờ nó sẽ chuyển hóa cái nghiệp chết đấu ra ông à. Chứ đâu phải nói con người mà cái số mạng chết đấu là phải chết đấu là gì đâu, nó chuyển hóa được. Rồi quý vị biết ha, về bắt đầu là ông ban đêm thì ông ngồi thiền tu tập, ban ngày thì là ông đóng một chiếc bè đó, có cái sông đó đi qua lại mà ta qua đó nó bất tiện, ông đóng cái bè đó đâu có xuồng ghe gì đâu. Rồi bắt đầu là ông chịu ước mình, ông đẩy ông đưa người ta qua đó, phụ nữ nam những vậy đưa qua lại, ông làm 3 năm vậy. Vừa tu tập vừa làm thiện, vừa tu tập làm thiện, cho nên ở trên trời là gọi là thiên quan đó, xuống nghe là mới nói là Khu Trường Sinh, nhờ ông kiên nhẫn chịu được cái nghiệp quả số mạng của ông và tu tập nghĩa là theo nghĩa là tinh thần nghĩa là tiên đạo vậy, thì cuối cùng bây giờ ông đã chứng được quả tiên, ông đã sẽ có sáu thần thông. Các vị tiên nói xong rồi bắt đầu dùng cái thần thông chuyên qua cho ông, lúc đó là ông có thần thông bay được quý vị. Bắt đầu ông khởi lên cái tâm tự đắc gọi là cống cao ngạo mạn nha. Ông nói gì mà ông Toán Ngụy dám nói ta là cái nghiệp chết đó, bây giờ ta đã chứng đạo rồi nè, ta đã có thần thông rồi nè. Ông mới dùng thần thông, ông cởi mây ông bay lại, ông tính là gặp ông Toán Ngụy đó là ông xài sể nha. Thì lúc đó nghĩa là ông hạ xuống nhẹ an toàn, bắt đầu đáp trước cửa nhà Toán Ngụy. Lúc bây giờ nghĩa là ông mới kêu Toán Ngụy đâu rồi, Toán Ngụy đâu? Ngươi nghĩa là thường thường là tướng số là ngươi coi hay lắm, mà bữa nay nghĩa là ngươi coi ta là chặt rồi, ta đã có thần thông, ta không có bị chết vì nghiệp chết đó rồi. Toán Ngụy nghĩa là bước ra mới thấy vậy đó, thì nhìn không ra Khu Diền Sơn bây giờ tướng không có thay đổi khác rồi, hồi đó thì đằng xà tả khẩu, mà bây giờ ông nhìn lại cái miệng của ông Khu Diền Sơn là lưỡng long hí châu, lưỡng long hí châu là hai con rồng nó tranh với châu mà ngay cái miệng của ông á. Bắt đầu nghĩa là ông Toán Mi ông giật mình liền, ông nói ủa tôi nhớ là hồi đó là thấy ông là đằng xà tả khẩu, mà giờ tại sao nó đổi lại là lưỡng long hí châu là sao, bây giờ trong thời gian qua ông có làm được cái việc gì không? Thì ông mới kể, Khu Diền Sơn mới kể là tu tập thiền định rồi làm phước đưa người qua sông, như vậy là trong 3 năm nay giờ ông đã chứng đạo rồi. Vì là ông cái tướng số ông câu vậy là sai, tôi đề nghị ông là bỏ nghề đi. Thì cái làm có mà nói mặc dù cái tướng con người là vậy, cái số mạng cái kiếp số là nó vậy, nhưng mà nếu con người có tu nhân tích đức thì nó cũng sẽ cải thiện lại được, chứ không phải là nhất thiết là chết đói. Cho nên nhờ cái công tu tập của ông bây giờ cái phước ông có, thành ra vì vậy đó mà ông mới có quan chúc ông tu tôi tốt. Ông mới nói câu đó là hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt, hữu tâm vô tướng tự tâm sanh. Cái câu đó không phải là bên đạo Phật mà chính ông Toán Ngụy ông nói câu đó, hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt, hữu tâm vô tướng tương tự tâm sanh. Con người mà có cái tướng xấu mà nếu cái tâm tốt thì lâu ngày nó sẽ lộ ra tướng tốt, phải không? Con người mà có cái tướng tốt mà nếu cái tâm xấu thì do cái tâm đó nó sẽ kéo mình trở thành con người tướng xấu, rõ ràng vậy. Nếu quý vị có tâm tốt, thương người từ bi hỷ xã, luôn luôn lúc nào cũng nở gương mặt vui tươi thì chắc chắn là quý vị sẽ trở thành con người đẹp, con người khả ái, phải không? Mà nếu quý vị mà gặp người ta mà cứ cố chấp bảo thủ, giận hờn, ghét ganh thì cái mặt mình nó nhăn thì nữa nó kéo theo mặt xung quanh. Vậy thôi, cái đó là nhân quả rõ ràng. Quý vị đồng ý chỗ này không? Đấy, đó. À, cho nên vì vậy đó là thủ tâm vô tướng mới tự sanh. Thì thưa tất cả quý vị đồng đạo kinh bên, thôi như vậy thì giờ gây ra kiếp số chịu phong trần, thấy không? Vậy thì ở đây muốn nói rằng kể cả đồng đạo chúng ta, kể cả con người sống trên thế gian này, nếu như chúng ta biết sống tốt, biết sống tốt, không tạo những cái nhân ác, nhân xấu, nhân quấy để làm tổn hại cho sanh linh, thì lúc bây giờ nghĩa là chúng ta sẽ trở thành con người tốt thì ta không chịu, không có ảnh hưởng tới cái quả báo xấu, trong không ảnh hưởng tới cái kiếp sống bất hạnh chúng ta nữa. Còn ngược lại, nếu như quý vị tạo cái nhân bất lành, xấu ác, thì chắc chắn là cái kiếp sống chúng ta sẽ gặp bao nhiêu chuyện bất hạnh nó sẽ đưa đến cho mình đó. Cho nên vì vậy gây ra kiếp số chịu không trần, đó là do chúng ta đã tạo cái nghiệp nhân ở trên, cái quả báo, cái nhân ác ở trên, bây giờ xuống đây là phải chịu cái kiếp sống chúng ta bất hạnh, đài đọa, khổ đau, đủ thứ chuyện hết đó, là gây ra kiếp số chịu không trần. Bây giờ chuyển qua cái câu thứ ba, Đức Thầy đã dạy ta biết là nay nhờ rút huệ soi đường tối,
Chữ nay là cái mốc thời gian kể từ ngày mà Đức Thầy chúng ta sáng tác cái bài này năm 1142 tại nhà ông Chí Giỏi. Đó là chỉ cái mốc thời gian đó. Hoặc giả kể cả như bữa nay, bữa nay mà quý vị nghe được cái đề này rồi mình hiểu về mình áp dụng trong cuộc sống tu tập của mình, nhớ là gieo cái nhân lành để ta hưởng cái phước lành về sau, thì ta hiểu được rồi, thì kể từ hôm nay, hay là ai đọc vào giai đoạn nào, thì cái ngày nay của cái người đó, ai nghe hồi tại giai đoạn nào thì cái ngày nay của người đó. Như vậy thì nay là nó chỉ cho cái mốc của thời gian. Nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, thấy không? Nhờ là nương cậy vào. Mà đuốc huệ là gì? Thưa quý vị, chúng ta cũng lưu ý chỗ này nha. Cái đuốc huệ là gì? Thưa quý vị đồng đạo kính mến. Nếu như nói cái sự á, đuốc là cái cây đuốc, là có ngọn đuốc. Ngày xưa đâu có vụ mà đèn đường như hôm nay chúng ta thấy là đi đường lộ chỗ nào cũng có đèn đường đó soi sáng chúng ta đi. Hồi xưa là nói chung là chỗ nào cũng tối hết, nếu ban đêm là chỗ nào cũng tối, không có trăng là chỗ nào cũng tối đó. Thì con người mà đi đêm đó thì phải nhờ đốt đuốc lên, chứ ở đó cũng không có đèn pin mà gọi như bây giờ nữa. Cho nên đi đêm rồi phải đốt đuốc lên. Đuốc đó ta làm bằng cái gì đó, bằng lá dừa, bằng cái vật gì đó để ta thắp sáng lên. Và như vậy thì giờ cái người đi đêm là nhờ cái ngọn đuốc đó. Quý vị nhớ là người đi đêm là nhờ ngọn đuốc đó. Cho nên nhờ ngọn đuốc để soi người hội chúng ta đi trong đêm. Mà cái đi đêm mà có ngọn đuốc thì ta không bị sa hầm sụp cố, hoặc giả là không bị đụng vô cái vật này, đụng vô vật kia. Ba là chúng ta nhờ cái ngọn đuốc. Như vậy đây chúng ta mới hiểu là cái ngọn đuốc này là gọi là gì? Đó là đuốc huệ hay là đuốc tuệ, thấy không? Như vậy thì giờ cái ngọn đuốc huệ, đuốc tuệ này đã không những Đức Thầy chúng ta đã áp dụng nhiều câu trong sấm giảng thi văn giáo lý, mà nghĩa là kể cả bên đạo Phật cũng dùng cái đuốc huệ, thấy không? Cho nên Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo này: hỡi tỳ kheo các con, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó là trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã căn dặn các đệ tử. Cũng là hồi xưa cũng áp dụng là cái ngọn đuốc, ta thắp đuốc lên mà đi. Như vậy thì đuốc huệ hay là đuốc tuệ là chỉ cho cái cây đuốc trí tuệ. Quý vị nhớ cây đuốc trí tuệ. Mà cái cây đuốc trí tuệ này đó là ở đâu? Là ám chỉ cho giáo lý của Đức Thầy chúng ta. Bởi vì Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, Ngài đã chứng được cái lý Bát Nhã. Bát Nhã là đại trí tuệ rồi. Cho nên vì vậy Ngài dùng cái trí tuệ Ngài, Ngài sáng tác ra sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Cho nên nhờ chúng ta đọc vô đó, ta mới biết đây là cái lời giảng Thầy, là cái lời chân chánh, để ta áp dụng vào đó, để nó soi gọi cái đường tối chúng ta đi. Để soi gọi được. Vì vậy quý vị nhớ nha, đó là cái đuốc huệ, cái sự á, thì chỉ cho cái ngọn đuốc để soi đường chúng ta đi. Mà cái lý là chỉ cho cái giáo lý của Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta. Nhờ ta học hiểu giáo lý Thầy, cho nên lúc bây giờ nghĩa là mới chỉ cho chúng ta, nghĩa là cái con đường tối mà chúng ta đã và đang đi, thì ta hiểu được rồi, nghĩa là ta không bị sa hầm sập hố, không làm đường lạc lối, không sai phạm vào những điều quái ác. Cho nên nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, phải không? Vậy thì nhờ cái giáo lý Thầy để chỉ chúng ta đi con đường chân chánh. Bây giờ đường tối là gì? Thưa quý vị, đường tối là con đường lầm lỗi. Nếu mà nói cái sự á, là con đường đó là không có trăng, là không có đèn, cho nên cái đó là đường tối. Mà con đường tối mà nếu con người đi mà không có trăng, không có đèn để gọi ta đi đó, thì chắc chắn là ta sẽ dễ bị cái là rớt xuống, nghĩa là những cái hố sâu, rồi cái là đụng vào những cây này, đụng vào những vật kia, nó có nguy hiểm cho chúng ta vô cùng. Còn nói về cái lý đó, cái đường tối đó là gì? Cái đường tối đó là chỉ cho chúng ta đang sống trong cái vô mình, sống trong cái vô mình tâm tối, sống trong cái sự mê si. Cho nên vì vậy hãy mà mê si vô minh rồi đó, là con người không hiểu được cái đạo lý giác ngộ thì luôn luôn là làm những việc sai trái, làm những việc quấy lỗi. Những cái việc đó là gì? Những cái việc đó là ta gây ra cái nhân bất lành. Chẳng hạn như giờ ta sát sanh, ta đạo tặc, ta già tài dâm, ta lưỡng thiệt, ỷ ngôn ác khẩu, dâm ngữ, tham lam, sân nộ, mê si, hoặc giả là gây cái sự tổn hại gì cho sanh linh đó. Cho nên vì vậy mà ta đi trong con đường tối thì ta làm những cái việc gây ra điều tội lỗi. Nhớ quý vị nhớ như này, ta sẽ làm ra những cái việc tội lỗi để nghĩa là hại người khác, thì đó là cái nhân. Thấy không? Hồi nãy ở trên là ta tạo cái nhân bất lành, ta chịu quả báo khổ đau. Mà hôm nay ta nhờ được cái đuốc huệ của Thầy, nhờ cái giáo lý của Thầy để nghĩa là sau chúng ta đi. Cho nên giáo lý Thầy cũng có tỷ dụ nhiều chỗ lắm. Chẳng hạn như ta quyết chí tầm đài quyết kiến cho Dương Trần gọi chuyện sai lầm đó, thì giáo lý này cũng có ám dụ cho là giống như cái đài nguyệt cảnh của vua Nhất Điện Tần Quảng Dương ở cổ Âm Phủ chứ. Cho nên khi mà mình nhìn vô cái kiến đó rồi là biết mình làm cái chuyện gì trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nó sẽ hiện ra. Thì hôm nay ta nhìn vô kiến đó là ta sẽ biết mình đang làm lỗi cái gì đó. Cho nên vì vậy mà ở đây giáo lý cũng dụ cho là đài nguyệt cảnh, giáo lý cũng dụ cho cái ngọn đuốc. Để nói ban đêm thì phải nói là phải ngọn đuốc, nó mới phù hợp hơn. Thì thưa quý vị, như vậy thì xin nhắc lại,
đó là soi đường tối, là cái con đường tội lỗi, cái con đường mà chúng ta không hiểu biết được, ta không có chánh kiến, ta không có trí huệ, cho nên vì vậy ta làm theo cái việc mê si. Bởi vì hồi nãy như là để Sang có nói đó, thấy không? Nghĩa là ác thứ 10 đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hầu vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm trên, lo nguyện thân vật chất cảm ơn, chẳng đừng biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh vịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên gần nghiệp ác. Rõ ràng do mê si tâm tối mà nó khiến cho chúng ta làm những điều tội lỗi, gây tạo gác nghiệp, làm tổn hại đến sinh linh. Đó là chúng ta hiểu cái chỗ của đường tối là nó khiến chúng ta vậy đó. Thì hôm nay chúng ta nhờ cái đúc huệ đó. Nhưng mà thưa quý vị, để ta hiểu thêm một chút nữa, nhờ có đúc huệ này để nó dẹp phá đi cái sự mê si tâm tối chúng ta, thì giờ chúng ta phải làm sao? Ta phải dựa vào cách nào? Một là phải gì? Phải nghe giáo lý, tức là nghe cái chương trình thuyết giảng thường xuyên, nghe ở tại đây hoặc giả nhiều chỗ khác tổ chức, hoặc giả là ở nhà lúc rảnh việc, thì nghĩa là ta nghe, ta mở trên mạng hoặc giả là cái máy hát thể nhớ để nghe giáo viên trình bày về giáo lý đó. Nhờ cái nghe đó mà ta mới được có cái sáng suốt, tức là ta có huệ, gọi là văn huệ. Còn ngoài ra là ta siêng năng đọc sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy, thấy không? Lúc rảnh việc nên thường câu kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà. Nhờ ta đọc sấm giảng thi văn giáo lý Thầy, cho nên vì vậy ta mở mang được kiến thức, ta có trí huệ. Hoặc giả là ta tham gia mấy chương trình học nhóm, thấy không? Học nhóm là do ban trị sự tổ chức, học lệ tôn chỉ hành đạo cái quyển sáu của Thầy, hoặc giả là xong sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ. Ta học ta hiểu được như vậy rồi, ta học ở đâu ta hiểu tới đó, hoặc giả nhờ người khác giải trình cho ta biết, nhờ ta hiểu ta biết đó, cho nên ta được có cái đúc huệ đó, ta được có cái trí huệ đó, thấy không? Rồi bây giờ học gì cũng chưa đủ, nghe gì cũng chưa đủ, cũng như cái nào gì nghe rồi, có khi ta quên, về nhà ta tư duy lại, ta động não lại, ta suy nghĩ lại. Quý vị thấy tại sao con trâu mà về mà nó nằm đó mà nó nhơ hoài, quý vị biết sao? Nó hay lắm, mình hiểu được cái triết lý người ta thấy hay lắm. Khi mình ăn cỏ ra, nó cứ liếm vô, nó nhai xịu xạo, nó nuốt vô, liếm nhai xịu xạo nuốt vô, vô trong đầy bụng nó rồi đó. Lúc bây giờ về nó nằm lại nó nghe, bắt đầu nó ọc ra từ từ, nó ngộ lắm, nó ọc ra đó, bắt đầu nó nhai lại. Cho nên mình thấy nó nhai, nó nhai lại, nó mới cảm nhận được cái vị ngọt hay là cái vị béo của cái loại cỏ mà nó ăn. Cái đó là cái ngon của nó, cho nên nó nhai lại nó thấy hay. Vậy thì giờ quý vị mà nghe qua rồi đó, nếu mà ta động não tư duy, ta nhớ liền là nó hay rồi. Nhưng có cái nhiều khi ta không nhớ liền, về ta suy nghĩ lại, bữa nay Bùi Thanh Sang thuyết cái đề đó, giáo lý viên Nguyễn Đức Tường thuyết đề đó, bắt đầu ta suy nghĩ coi ý đó như thế nào, là nhờ gì mà ta mở mang được trí tuệ. Cho nên gọi là đây gọi là tư huệ. Quý vị hiểu chỗ đó phải không? Đó. Rồi quý vị nghĩa là cũng cần học là tham gia những chương trình, cái lớp giáo lý căn bản Phật giáo hảo mà ở gần địa phương mình có mở. Cho nên ta có học là ta mở mang trí huệ. Bởi vì tại sao? Trong một đoạn có nói đó, là giáo lý đạo Phật cũng như Phật giáo hảo là chìa khóa mở rộng cửa tâm chân lý, là sức mạnh vạn năng cho sự tín ngưỡng trên đường học vấn. Nó giúp chúng ta có trí nhớ, trí sáng vô biên. Vì vậy mà chúng ta có thể quả quyết rằng giáo lý của đạo Phật cũng như Phật giáo hảo đã đem lại cho đời lợi ích đáng kể, và là nó làm cho chúng ta có trí huệ, mở mang trí huệ. Rồi thưa quý vị, bây giờ tư duy rồi nhưng mà cũng chưa đủ, ta cần phải áp dụng vào đó, là tu tập. Ta phải tu tập, áp dụng để tu tập. Mà tu tập đó là quý vị muốn mở mang trí huệ đó, ngoài vấn đề ăn chay cúng lại sớm chiều làm từ thiện, đây là trợ hạnh. Mà cái chánh hạnh cho tu tập là ta cần phải giữ giới mới sanh được định, định là phát khai trí huệ, phải không? Hay là có thể ta suy nghĩ khác, là nhờ chúng ta có cái huệ cho nên bắt đầu đó là ta mới định và ta giữ giới. Ba cái này nó liên thông với nhau hết, giới định huệ ha. Cho nên vì vậy cái mục đích của người tu là phải phát khai trí huệ, nhưng muốn phát khai trí huệ là phải tâm được định, mà muốn được định thì cần phải giữ giới. Cho nên thứ gì? Cho nên ta nhờ giữ giới và sanh định phát khai trí huệ. Và cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa nhờ ta siêng năng niệm Phật, niệm từ vọng niệm cho tới đó là ta niệm tới chỗ là dứt tâm bất loạn ha. Thì lúc bây giờ dứt tâm bất loạn là định, phải không? Mà định thì bắt đầu là phát khai trí huệ. Cho nên vì vậy ta áp dụng vào đó tu tập, rồi tu tập thiền định nữa. Bởi vì cho biết là trao tâm luyện tánh cho mình là thiền, mình là cái trí mình sáng suốt, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trên ta. Cho nên đó là thiền định mà thầy dạy chúng ta. Vậy thì giới sanh định, định phát khai trí huệ, tu tập thiền định là cũng phát khai trí huệ, niệm Phật đến nhất tâm là phát khai trí huệ. Vậy thì thưa quý vị, cho nên chỗ này Đức Thầy đã dạy chúng ta, ta yêu chúng viết ra giảng kệ, thấy không? Phiên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mồ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo, thấy không? Vậy thì rõ ràng là
ta muốn có đúc huệ này, và ta phải nương vào cái lời dạy Đức Thầy là sấm giảng thì dân giáo lý, đó là cái đúc huệ đó. Rồi ta mượn cái ngọn đuốc đó ra bầu vô cái ngọn đuốc của mình, thấy không? Đuốc của thầy ta màu lại cái ngọn đuốc của mình, đuốc mình nó có chứ phải không, mà tại vì nó bị tắt rồi, thấy không? Mình tự mình làm tắt rồi, vô minh nó kêu ngủ tắt rồi, cho nên mình màu lại cái ngọn đuốc của mình. Mà muốn màu vậy là ta phải nghe giáo lý, ta nghe đạo á, rồi ta học giáo lý, rồi về ta tư duy, ta suy nghĩ, rồi áp dụng vào đó ta tu tập. Tôi bảo đảm nếu quý vị có công phu tu tập, ít nhiều gì chúng ta cũng có trí huệ, hành lực từ nội tâm chúng ta. Mà nếu ta tu tập là ta đạt được trí huệ vô sư, trí huệ này nó mới siêu quý vị, trí huệ này nó mới có hào quang á. Cho nên vì vậy thì thưa quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì giờ xin nhắc lại đó, nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, vì hôm nay ta nhờ xem được giáo lý thầy, nhờ học hiểu giáo lý thầy, nhờ nghe đạo, nhờ tư duy, nhờ tu tập theo lời Đức Thầy dạy, cho nên vì vậy ta được sáng suốt, thì nó soi rọi cái đường tối, cái tâm tối mà trước đây là ta bị đi trong vô minh, đi trong mê si và suy nghĩ ác, làm việc ác, cho nên ta mới chịu cái quả báo đau khổ như ở trên đã nói. Thì hôm nay ta nhờ cái giáo lý thầy, giáo lý tình thương đã chỉ dạy chúng ta cái phương pháp tu hành để chúng ta đạt đến chỗ đó. Cho nên Đức Thầy đã dạy là nương nhờ đuốc huệ soi đường tối, thấy không? À, như vậy thì nghĩa là lắm tiếng từ bi diệt dục lòng. Vậy thì thưa quý vị, qua cái câu thứ tư, cái câu sau cùng, câu này nó ngắn thôi, thấy không? Bởi vì câu này đó là cái kết quả do cái quá trình mà chúng ta tu tập được giới định huệ, à, nó là kết quả. À, như vậy thì qua câu thứ tư là sao? À, đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Thưa quý vị đồng đạo kinh mến, chỉ đặng là được rồi đó, à, là kết quả rồi đó, mà chỉ rứt là trừ được rồi, dứt nó ra rồi, bứt nó ra rồi, à, coi như là nó không còn dính nữa, nó không còn dính nữa, cho nên gọi là rứt, à, là bứt rời nó ra. Cái ngu lẫn cái đần, thưa quý vị, đúng ra là cái từ ngữ của ta đó là trong từ điển là ngu đần, thấy không? Ngu đần hay là đần độn, đó là trong từ điển. Nhưng mà giờ bị cho nó điểm theo cái lối văn, cho nên đặng rứt cái ngu, rồi thêm cái chữ lẫn nữa, thấy không? Thêm chữ lẫn nữa là nó điểm theo câu văn là cái đần, chứ không lẽ đặng rứt cái ngu cái đần sao? Thành ra vậy cho nó điểm cái câu văn. Cho nên vì vậy ở đây thì gọi là ngu đần. À, vậy thì thưa quý vị, ngu đần nghĩa là gì? À, ngu đần là tối tăm mê muội, à, đần độn ngu dốt, là bao nhiêu những cái từ đó đều ám chỉ cho cái sự ngu đần hết. Mà cái ngu đần đó là cũng do đâu? Là do cái chỗ vô minh mà thôi, do chỗ vô minh mà thôi. Vừa nãy nghĩa là soi được cái đường tối rồi, mà soi đường tối là nó sáng rồi, thì nó sáng được thì nó dứt được cái ngu đần này, phải không? Thì ngu đần là tâm tối vô minh. Cho nên bây giờ hôm nay giờ ta giác ngộ, ta có trí huệ, cho nên vì vậy mà ta thấu triệt được cái tâm tối vô minh, làm ra những cái chuyện mà ngu đần, à, chính vì cái ngu đần, con người ngu đần, thành ra vì vậy đó mà họ làm ra những cái chuyện ác, làm ra những chuyện quấy, làm ra những cái tội, cho nên vì vậy họ chịu cái quả báo. Mà hôm nay chúng ta nhờ cái trí huệ sâu chúng ta rồi, cho nên cái kết quả đó là ta dứt được cái ngu đần. Mà dứt được ngu đần là phá tan cái màn vô minh tâm tối, cho nên vì đây mà lúc bây giờ ta có chánh trí, ta có trí huệ, ta có trí kiến, à, chánh kiến, cho nên ta làm cái việc gì, à, nó cũng làm theo cái tinh thần, dựa tinh thần chánh pháp mà chúng ta làm. Cho nên Đức Thầy đã dạy ta là, à, việc mê si phải nương thiền giác, thấy không? Muôn việc làm chính trực công an là nhờ ta giác ngộ nè, ta diệt được mê si rồi nè. Cho nên tất cả việc làm chúng ta là điều chính trực, là công an. Đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu mũi đỏ thân ngũ kiếp, ác trừ sâu hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn trên Phật tiếp dẫn cho, cầm cây làm dị quả tâm to, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Đó là cái kết thúc của quá trình mà chúng ta diệt được cái mê si, tức là cái ngu đần của chúng ta, do nhờ có cái công tu tập, nhờ có cái trí huệ. Thưa cho tất cả chư vị đồng đạo kính mến, vậy thì tóm lại bốn câu giảng này như đã nói được rút ra từ ở trong cái bài Rứt cái ngu đần mà Đức Thầy chúng ta đã sáng tác ở tại Bạc Liêu và cũng chỉ giỏi. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta hiểu ta dướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Sở dĩ con người chúng ta dính kẹt vào trong cái nghiệp ở thế gian này, cái nghĩa là nhân quả nghiệp báo này, là bởi vì do cái nhân chúng ta gieo bất lành, giờ đây ta phải chịu cái quả báo ứng tạo thành cái nghiệp, à, mà cái nghiệp đó nghĩa là nó sẽ đưa chúng ta đi vào con đường luân hồi sanh tử. Cho nên Đức Thầy đã dạy chúng ta biết là trong khi các trò cổ biển mê sông cổ thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn phải chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp, ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn, làm sai đắm lục trần, ý thức làm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân câu trượt này là thật, cái cảnh phú quý của cuộc tình duyên tồn tại vô sai, nào ai thân vô thường tạm mượn do tứ đại đất nước do lửa tạo thành, do tứ đại nghiệp thành, thấy không? Và như vậy thì ta đọc dài dài tới rõ ràng. Như vậy sở dĩ ta vướng bị cái nghiệp trần này đó là do gì? Nghĩa là chúng ta bị lục căn lục trần,
Mọi lục căn lục trần là do cái tâm mê, do cái ý mê, cho nên vì vậy nó khiến chúng ta lục căn nhiễm lục trần, từ đó ta tạo ra nhiều cái nghiệp ác, cho nên nó thành cái trọng tội gọi là chướng nghiệp, mà vì vậy nó dẫn chúng ta đi lên lên xuống xuống. Cho nên vì vậy mà ta vướng nghiệp trần hoàng là bởi quả nhân, vậy ta vướng cái nghiệp ở thế gian này, luân hồi sanh tử thế gian này, đau khổ thế gian này thì cũng do cái nhân quả báo ứng chúng ta. Và rồi mới tới là bổ bờ bổ nghĩa, thêm cái câu thứ hai đó là gây ra kiếp số tạo công trần. Chính vì vậy đó mà con người do cái nhân ác đó, bây giờ cái kiếp số số mạng chúng ta cũng phải chịu cái quả báo đau khổ. Mọi chuyện bất hạnh trong đời nó đến với chúng ta là do cái quá trình chúng ta tạo cái nhân ác, cái nghiệp ác. Giờ đây chúng ta phải chịu những sự bất hạnh trong cuộc sống này. Cho nên vì vậy, hiểu được cái chỗ này, đồng đạo chúng ta đừng buồn, đừng than. Nếu như chúng ta gặp cái hoàn cảnh nghịch cảnh, mà cái nghịch cảnh đó là gì? Từ trong gia đình, chồng đối xử tệ bạc với mình. Từ trong gia đình, vợ đối xử như là phản bội với mình. Từ trong gia đình, con cái nó bất hiếu với mình, nó nghịch lẫn với mình. Thì bây giờ chúng ta cũng an tâm mà ta bằng lòng chấp nhận trong cuộc sống hiện tại, để chúng ta trả quả. Hằng ngày nhờ cúng lại, hằng ngày nhờ làm phước, hằng ngày nhờ niệm Phật, làm tất cả các hành lành thì có thể từ từ nó sẽ chuyển hóa, giống như ông Khu Trường Sinh ngày xưa, thấy không? Nó chuyển hóa được cái nghiệp của ổng. Cho nên vì vậy là gây ra kiếp số chịu trần, đó là ta phải chịu cái quả báo khi chúng ta đã gì, cái quả câu này là cái quả để chấp nhận chịu đựng, mà trên kia là cái nhân đã gây ra. Rồi bây giờ nghĩa là hôm nay đức thầy dạy ta là nhờ đức huệ sâu đường tối. Vậy thì nay nhờ đức thầy ra đời đem giáo lý chỉ dạy ta, đó là cái ngọn đuốc của trí tuệ, đó là ngọn đuốc trí huệ, là cái giáo lý thầy. Nhờ đó mà ta dựa vào đó để ta tu học, phải không? Nhờ nghĩa là ta dựa vào văn tự ta học, nhờ ta nghe ta học, rồi ta tư duy suy nghĩ, cuối cùng ta áp dụng vào đó ta tu tập, cho nên ta phát khai được cái trí huệ. Cho nên phát khai trí huệ thì sao? Ta đã sôi gọi được cái con đường tối. Con đường tối mà hồi nãy giờ chúng ta chưa tu đó, ta bị đi lầm lạc vào cái vô minh, vô minh đang tối, cho nên như vậy là ta tạo ra không biết bao nhiêu cái tội lỗi đó. Thì nghĩa là cũng nhờ có trí huệ cho nên sôi chúng ta thấy rằng cái việc đó là tội, việc đó là ác, cho nên ta không làm. Rồi bây giờ nghĩa là tặng rứt cái ngu là cái đần, đó là cái kết quả vô quá trình chúng ta tu tập được có trí huệ, cho nên ta đã diệt trừ được cái mê si, diệt trừ được cái tình độn, cái mê, cái ngu dốt của chúng ta. Chính vì vậy đó mà ta đạt được kết quả. Thì câu này nói chung là ta diệt được mê si là ta đã đắc đạo rồi đó. Tặng đức cái ngu lẫn cái đằng là ta đã đắc đạo rồi. Thì thưa quý vị, tóm lại qua bốn câu giảng này, đó là một cái bài học giáo dục tích cực, rút ra cái kinh nghiệm trên bước đường tu tập chúng ta, hiểu được cái đạo lý nhân quả. Đây là ta hiểu được đạo lý nhân quả nghiệp báo. Mà con người đạo mà chúng ta mà hiểu được cái đạo lý nhân quả nghiệp báo rồi đó, thì nó giúp chúng ta được cái gì? Một là ta không bất mãn trên bước đường tu tập của mình. Thứ hai là ta nỗ lực phấn đấu và tinh tấn tu hơn nữa. Tu nghĩa là ta tu chiết, ta tu quá, ta tu nghĩa là vượt qua những cái chướng ngại, cái trong gai đó, cái nghiệp đó, để nghĩa là ta nghĩa là không còn bị mắc cái quả báo hay là cái số phận nghĩa là bất hạnh chúng ta nữa. Cho nên vì vậy nhờ ta hiểu được cái lực nhân quả, cho nên ta có chánh kiến nè, ta không mê tín gì đoan nè. Nhờ ta hiểu được nhân quả ta tinh tấn tu hành nè. Nhờ ta hiểu được nhân quả ta không bất mãn nè. Cho nên đó là đâu, là nhờ chúng ta đã có trí huệ và cuối cùng ta được đắc đạo giải thoát. Cho nên đây là một cái bài học rút ra kinh nghiệm, xin nhắc lại là giáo dục tích cực cho chúng ta hiểu được cái đạo lý nhân quả và hiểu được cái phương pháp tu tập để phát khai trí huệ và cuối cùng ta giết được cái mê si, đi đến cái chỗ đắc đạo giải thoát. Thưa tất cả quý vị đồng đạo kính mến, vậy thì phần trình bày của chúng tôi đến đây cũng xin khép lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô